Biết cái đoàn tìm 500 anh em à, ngày xưa chúng tôi mới vô làm điệu á, 2 giờ chiều á, thì chúng tôi nhớ nhất là cái thời buổi đó chúng tôi đi đi cúc cỏ đậu, rồi cái khoảng 4 giờ rưỡi là thấy mấy huynh đệ đi đi học mà trường sơ cấp, mấy giờ trường sơ cấp đi xe đạp đi về đẹp lắm. Tôi thấy cái hình ảnh đó tôi nhớ mà tôi ước ao gì tôi được đi học như vậy. Thứ nhất là cũng ham học, thứ hai là đỡ bớt làm nông cực lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là nghe các vị cũng vậy. Bây giờ với thầy với cô ngồi đây chứ cũng như ông bà nói mà ta nay đi cấy mà còn trông nhiều bề. Thật sự là chúng ta đến lớp học buổi sáng sớm thế này thì rõ ràng nó cũng là một cái sự ưu tiên nhất định của các vị ở bổn tự ở trong đại chúng à, mặc dù có những khó khăn khách quan nhưng mà quý thầy với cô cố gắng vượt qua để chúng ta được đi học, vì đạo Phật là đạo của trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp à, kinh nghiệm ao ước mà vào trong học viện là ngày xưa bản thân chúng tôi cũng vậy, nó luôn luôn là nó nằm ở trong đầu vậy đó. Hôm nay chúng ta đã bước vào cái chân vào một học viện lớn như vậy thì chúng ta luôn giữ cái chân đó, không được phép lùi à, tôi thấy cái sĩ số thì nó giảm dần, cái này cũng đáng là buồn. Mấy thầy mấy cô cố gắng tinh tấn nha. Dạ, mô Phật. À, có những vị chắc ở cái vùng nào mà trời lạnh lắm hay sao mà thấy đội nón đội À, miền Trung với miền Bắc đó thầy. Đang mùa lạnh đó thầy. À, chúng ta còn một buổi này buổi 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 hôm sau nữa thì chúng ta sẽ kết thúc môn học. Cố gắng ghi chú để chúng ta có tư liệu để chúng ta làm việc để học để thi. Về cuộc đời Đức Phật mà mình đi theo ngài mà mình không biết gì về ngài, cái bối cảnh của đạo Phật đó thì rõ ràng là một cái điều thiếu sót. Hy vọng rằng với thầy với cô chăm chỉ học tập ha, mặc dù là cái sự tương tác ở trên này nó sẽ ít hơn. Chúng ta phải nỗ lực vượt trội, bản thân tôi cũng vậy. Thật sự ngồi nói một mình 4 tiếng giống như là tự kỷ vậy. Nên đôi lúc thì tôi cũng thèm nghe được cái tiếng của quý thầy với cô, chứ không phải là không đâu. Dạ mô Phật, bạch thầy, cái này chúng con vào trẻ, con xin cho mối. Quý thầy với cô ổn định đi. À, hôm trước thì chúng ta đã bắt đầu học vào cuộc đời của Đức Phật. Có bữa đó có một sinh viên như thầy Quảng Trí hay sao đó thì nói về cái hình thành của tỷ lục địa Ấn Độ đó là nó mang tính thần thoại, thì xin thưa rằng là nó cũng không phải là thần thoại. Cái đó là những cái cứ liệu khoa học người ta họ nghiên cứu và chúng ta tiếp thu cái cứ liệu lịch sử đó. Cho nên sợ quý thầy mấy cô hoang mang á, tôi mới đưa cái đoạn phim về cái sự đứt gãy của châu Phi, thì người ta dự báo 1 triệu năm nữa thì Somali cũng như Ethiopia cũng sẽ bị tách ra. Khi mà lục địa bị tách ra thì nước nước đại dương nó tràn vào, nó tạo thành hòn đảo. Thì các vị hình dung thử vài chục triệu năm sau thì biết đâu hòn đảo của Somali, Ethiopia có thể nó tấp vào một cái tiểu lục địa khác, một cái lục địa của có thể gần Việt Nam chúng ta chẳng hạn, mình không biết được. Cũng như Quảng Ngãi mà đảo Lý Sơn á, quý thầy với cô, đảo Lý Sơn là trước đây là hòn núi lửa đó, từ 25 đến 30 triệu năm trước đó, các vị có hình dung được không, đúng không? Em muốn gặp thầy có thầy quản trị cho tay kia thầy. Dạ vâng, à, dạ vâng, à, cảm Còn ơn trước thầy con học con nói thầy. hả? Dạ cho con xin nói thưa quý thầy giáo
Như này theo con hiểu nghĩ cái sáp nhập cái lục địa đó là của chư vị chư thiên thần trước khi mà Đức Phật ra đời ấy, thì những vị đó có khả năng là những vị đó chuyển cái lục địa, tức là cái lục địa chư phi là rất là tự nhiên và rất là cái nền móng rất là vững chãi, nên là sáp nhập vào đó về châu Á. Thì châu Á thì theo con nghĩ về cái đạo Khổng á và đạo 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 Lào á thì đã phát triển sóng hành, kể từ đó thì chắc là có nghĩa là chư thiên có thể sáp nhập vào đó, giống như là một sự thật minh chứng về cái khoa học mà hiện nay đang tiến thôi. Chẳng nói mui rồi, dạ con cảm ơn nha. Rằng cái việc hình thành địa lý này nó không có liên quan gì các vị thần mà phải bóc cái này đẩy xô cái kia đâu, nó hoàn toàn là mang một nguồn năng lượng từ bên trong lõi trái đất. Đó. Thì nó hoàn toàn tự nhiên thôi. Có việc mà hình thành thế giới này mà theo trong tư tưởng tôn giáo thì chúng ta sẽ đi qua một cái lĩnh vực khác, mai mốt vô triết rồi mình học như là bên Cao Xá Luận chẳng hạn, như vậy hình thành mà vũ trụ quan đó. Chúng ta nên sẽ tìm hiểu thêm để cho chúng ta nó đủ cái tư liệu để chúng ta học và làm bài. Thì khi mà chúng tôi dừng lại trong một phần nào đó thì chúng tôi sẽ mời cái sự tương tác của quý thầy với cô. Quý thầy với cô, tôi rất là hoan nghênh cái sự đóng góp ý kiến của quý thầy với cô. Nhưng mà nếu như mà chúng ta cứ dồn dập qua lại như vậy thì rõ ràng nó sẽ bị đứt gãy rất là nhiều. Và đại chúng họ cũng không có hoan hỷ ha. Xin cảm ơn thầy quản trí. Vấn đề tiếp theo tôi xin nhấn mạnh lại là sự ra đời của Đạo Phật có nhiều lý do. Hôm trước chúng ta đã trình bày. Thì trong đó như nhà xã hội học Max Weber, ông ta nói rằng là nguyên nhân ra đời của Đạo Phật là do có quá trình thành thị hóa. Đúng không? Hôm trước chúng ta đã trình bày vậy. Thì cái quá trình thành thị hóa này là một quá trình nhân quả của tiến trình suốt của xã hội. Đó. Quý thầy với cô có ai có chứng minh được cái lý do này không? Chúng ta nói ngắn gọn thôi. Recording in progress. Thầy với cô có ai chứng minh được cái lý do này không? Hôm trước chúng ta có học về vấn đề phát triển nông nghiệp đó, trong đó có vấn đề là thành thị hóa. Nó có một cái lý do thứ hai mà chúng ta học là sự ra đời của tư tưởng Sa Môn. Có ai nắm bắt được không? Hay là phải chờ thời gian suy nghĩ dần thi là chúng ta mới hiểu được. Có thầy cô nào có ý kiến không? Ông Max Weber đó, nhà xã hội học người Đức đó. Ông nói sự ra đời của Đạo Phật là lý do là... Dĩ nhiên trong những lý do thì không lý do nào là lý do mà chính yếu cả, mang tính xuyên suốt, bổ sung trong suốt quá trình phát triển. Từ thế kỷ thứ 8, thứ 7, thứ 6 trước Tây lịch. Chúng ta không có ý kiến đúng không? Không giải trình được đúng không? Vậy mai mốt ra thi làm sao mấy quý vị làm? Bên cạnh đó là một sự ra đời của tư tưởng Sa Môn. Bắt đầu là sự phát triển của Upanishad, Áo Nghĩa Thư. Thì Upanishad cũng là một gạch nối giữa tư tưởng Sa Môn và Vệ Đà, đúng không? Mình về nghiên cứu thêm nha. Đó là cái ý kiến cái đó hôm trước mình chúng ta đã học rồi, nhưng đó cũng là một cái ý kiến của nhà xã hội học người Đức Max Weber. Thầy với cô có giải thích được lý do đó không? Hôm trước chúng ta học rồi đó. Nó đi nó lại rồi đó. Dạ, theo con nghĩ thì cái tư tưởng Ba La Môn chỉ là cái Lào thôi, đạo Lào thôi chứ. Ở Trung Quốc chứ đâu bên Ấn Độ con. Dạ, thì nói về cái Ba La Môn của tôn giáo của thế giới, dạ vâng. Thì bây giờ mình không có liên quan gì ở Trung Quốc hết á. Ở đây là chỉ có Bà La Môn thôi. Chúng con phải nắm chắc vấn đề nha.
chứ mai mốt mà lập luận mà trật là rớt là hàng gặp lại là khóa 17 đó. À, con phát biểu thì con cứ nói pháp danh của mình rồi xin phát biểu. Tâm. À, con tư tưởng sa môn thì bắt đầu mình dừng lại. Rồi cảm ơn Bổn Tâm nha. Bổn Tâm cũng đưa ra được vài ý nó mang tính trọng tâm của cái vấn đề đó là sự phát triển của thành thị. Sự phát triển thành thị thì kéo theo sự phát triển những cái khác như là về tư tưởng, thì đó là những cái trung tâm văn hóa đúng không, những nơi rất là nhiều nhà tư tưởng họ tập trung đó rồi. Nhưng mà đặc biệt các con biết là sự phát triển thành thị đây á là thành thị hóa đây là do gì? Do sự phát triển kinh tế mà mang đến sự hình thành giai cấp. Mà sự hình thành giai cấp thì bắt đầu đưa đến sự bất công, không có bình đẳng. Đó. Mà khi mà kinh tế nó phát triển như vậy, một xã hội mà cái nhu cầu con người lên cao như vậy, tầng lớp tri thức người ta họ họ không có chịu cái sự bất công đó. Đó. Là ta tìm một cái ý thức hệ mới để mà giải quyết cái vấn đề đó. Đó là một trong những cái lý do trong việc phát triển thành thị. Nãy vị nào có phát biểu nữa, Vạn Thảo nói đi con. Cảm ơn Bổn Tâm nha. Những cái vị phát biểu chúng ta có thể thầy sẽ ghi lại và có những cái điểm sinh hoạt ở trong phần thi nha. Mời Vạn Thảo. Dạ mô Phật, kính thưa thượng tọa cùng quý thầy cô. Dạ, con xin nói hồi hôm bữa thượng tọa có chia sẻ là cái tư tưởng của Bà La Môn đã lập lên, đó là cái đứng về cái giai cấp thống trị thì họ lập lên như vậy để họ, mục đích của họ là muốn cho các giai cấp khác và muốn cho các họ yên phận, tức là giai cấp nào yên phận là giai cấp đó và đừng có mơ tưởng hay ảo tưởng hay là mơ ước một cái điều gì để mà mình có thể thoát khỏi những cái giai cấp đó, ví dụ như giai cấp Thủ La La hoặc là giai cấp Phệ Xá. Và khi mà có cái sự mà áp bức quá, nó có cái sự nó ức chế áp bức quá thì sẽ có đấu tranh, giống như Hồ Chí Minh cũng nói là ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Thì khi mà nó đủ cái lực áp bức nó đủ rồi thì cái hệ tư tưởng sa môn ra đời. Cái hệ tư tưởng sa môn thì quan điểm của họ đã bác bỏ hết toàn bộ cái tư tưởng của giai cấp thống trị Bà La Môn, giới tăng sĩ Bà La Môn. Họ sẽ phủ nhận cái đấng sáng thế, phủ nhận cái sự an phận an bài của số phận. Và cái tư tưởng sa môn này chủ yếu là đưa con nói về nghiệp, và nghiệp chính do con người tạo ra và chính bản thân chúng ta tạo ra, và chúng ta là chủ nhân của nghiệp và chúng ta chịu trách nhiệm với nó. Cảm ơn Vạn Thảo. Vạn Thảo trình bày một vấn đề liên quan đến về sự phát triển của tư tưởng sa môn. Vạn Thảo trình bày cũng được 70% của vấn đề, cũng là xuất sắc.
Thầy bổ sung là các cái chữ thiết lập á, cũng như an bài đó, thì ở trong một cái việc mà hình thành giai cấp á, Bà La Môn là giai cấp đứng đầu, thì đây là một cái sự gọi là gần như thiết lập một cái trật tự xã hội mang tính vĩnh viễn, nó vĩnh viễn như vậy, và dĩ nhiên có lợi cho giai cấp Sa Môn, giai cấp Bà La Môn là chủ yếu ha, và những giai cấp thấp thì đó là sự an bài, họ không thể vùng lên được, họ chỉ là một tôi tớ thủ Đà La vậy thôi. Chúng ta có hai vị đại diện thôi ha, chúng ta dành thời gian để cho những vấn đề tiếp theo. Thầy cảm ơn ý kiến của bạn Thảo. Các vị chúng ta đóng góp ý kiến trước đại chúng thì đều có cái chúng tôi được cộng vào cái điểm sinh hoạt trong lớp, nó cũng như sự khích lệ và trân quý như cái sự đóng góp của các vị đối với đại chúng, đối với bài học. Trở lại vấn đề, như hôm trước là chúng ta buổi thứ hai chúng ta học về cuộc đời Đức Phật, hôm trước học đến đâu là nhớ không? Dạ thưa thầy, hình như là bài cũ thì dường như là cuộc đời của Đức Phật ạ. Dạ, và để học đến xuất gia đúng không? Dạ, cho con xin có ý kiến là về cái trước đại chúng con cũng muốn có cái điểm thành tích để con xin lỗi quản trí. Dạ, thì cái thời gian đã hết rồi con. Dạ, cái cho con một trình bày một xíu là cái Bà La Môn chỉ là cái tư tưởng của cái hiện vật á, hiện vật chứ không phải là sự tính. Sự tính ở đây là của đạo Phật, là ở đây là về quá khứ, cái nghiệp duyên quá khứ và cái phước lành của quá khứ, chứ không phải là hiện tại. Tôi già hơn là tôi phải hơn anh về đức độ, tại vì cái đức độ nhiều đời nhiều kiếp là tu như Đức Phật đó, như Đức Phật cùng tu nhiều đời nhiều kiếp để cứ ngài được cái hành là Bồ Tát, và khi đó cứ ngài vì sinh ra thì ở cái một gia đình thì cái phước của người mẹ thì lại hết, thì giống như là màn cái sứ mệnh của mình, thì khi đó người mẹ ta lại về khỏi khác để cho trợ duyên cho người ba của mình, đó là có một người mẹ, một người cái quản trí rồi. Dạ vâng, con nghe này. Dạ vâng, này con trình bày vào trong trong nội dung của cuộc đời Đức Phật rồi. Dạ, tí nữa thì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian để chúng ta bàn về vấn đề này ha. Dạ, rồi xin cảm ơn thầy quản trí. Dạ, nam mô Phật. Chúng ta tiếp tục nha. Rồi xin cảm ơn con. Chúng ta học cuộc đời Đức Phật á. Hôm nay là chúng ta có một câu hỏi ôn tập đây nha, liên quan đến nó không thiên về sử nữa mà nó thiên về cái tư tưởng, cái ý nghĩa về cuộc đời của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta trình bày ý nghĩa thì chúng ta mới hiểu được cái vấn đề. Chứ còn mà những cái cứ liệu chúng tôi đưa ra thì quý thầy mấy cô phải ghi nhớ, và từ cái nền tảng đó là chúng ta hiểu được cái giá trị lịch sử, cái giá trị tư tưởng mà cuộc đời của Đức Phật đi tìm đạo và chứng đạo, từ đó nó sẽ liên hệ với cuộc đời tu học của chúng ta. Đó, chúng ta học và ứng dụng ngay. Đó. Như vậy thì từ cái sự ưu tư về gia đình, con cái, nhà, danh vọng, quyền thế, cái khổ nó bao vây cái kiếp người, là cái vòng luẩn quẩn luân hồi, samsara đó, thì ngài đi tìm đạo. Trong một cái bối cảnh xã hội và bao nhiêu thế nhân cũng đi tìm đạo như là một cái phong trào, như hôm trước chúng ta đã nói ha, từ cách tìm đạo, đi học đạo những cái vị guru, những vị thầy này, vị thầy khác, rồi có những cái sai lầm, suýt bỏ mạng trong suốt quá trình tìm đạo. Thì rõ ràng những cái sai lầm đó chúng ta phải đánh giá, phải đổi đánh đổi. Nếu như Đức Phật không bị sai lầm trong 6 năm khổ hạnh, tí nữa chúng ta sẽ học, thì rõ ràng rằng là chúng ta có cơ hội tiếp cận với đạo Phật gần hơn nữa, đúng không? Đó, cái việc từ bỏ vợ đẹp con ngoan, quyền bính, để mà đến một cái giải thoát rốt ráo như vậy,
là một cái động lực, một cái bài học để chúng ta tu tập và ứng dụng ngay vào cuộc đời của mình. Tại sao Ngài từ bỏ được mà ta không từ bỏ được? Hay là ta từ bỏ cái này rồi chúng ta nhặt cái khác, đúng không? Đó là vấn đề mà khi mà chúng ta học về cuộc đời của Đức Phật. Thì ngay cái lúc mà sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa, trong buổi lễ đặt tên, tên của Ngài là Tất Đạt Đa, do Asita là ông tế sư A Tư Đà đó, thầy Bà La Môn á, thầy cúng đó, ông đặt Siddhartha, có nghĩa là người luôn được toại nguyện. Một cái tên bao nhiêu có cái hoài bão của người cha người mẹ, đó là Siddhartha Suddhodana và hoàng hậu Maya. Thì sau 7 ngày sinh thái tử, hoàng hậu Maya đã mất. Thì cái mắt của hoàng hậu Maya thì nhiều người á nói rằng là, nhiều nguồn sử người ta nói rằng là, đó là khi mà hoàng hậu sinh ra được một hoàng nhi, một người con ưu tú ra xã hội như vậy, thì bà mãn nguyện mà bà mất thì rõ ràng nó không có hợp lý, đúng không? Tại vì sinh một đứa con, một hoàng nhi như vậy mới có 7 ngày mà làm sao mà mình nói mình viên mãn cái nguyện của mình thì không có đúng. Không người mẹ nào mà không thương con cả, đúng không? Trong khi chúng ta học về cuộc đời của Đức Phật mang tính lịch sử nữa, chúng ta phải có một cái lý luận cho nó hợp lý. Thì có những cái lý do khác người ta đưa ra, như là bà không muốn sau này nhìn thấy hoàng nhi của mình đi xuất gia, chứng kiến cái cảnh đau khổ đó mà bà mất sớm. Như vậy thì cũng không đúng, tại vì cái việc đi xuất gia là cái chuyện sau này và rất là xa. Bằng chứng là 29 năm từ khi mà sống trong một cái đời sống gia đình ở trong hoàng tộc như vậy thì thái tử mới xuất gia. Thì cái lý do mà nói là không muốn chứng kiến cái cảnh mà thái tử đi xuất gia mà bà mất sớm thì rõ ràng với một sinh viên như chúng ta thì thấy nó cũng không có hợp lý, đúng không? Tôi không nói đúng sai. Quý thầy mấy cô có những cái nhận định riêng của mình, và tôi sẽ người đưa ra những cái quan điểm mà quý thầy mấy cô sẽ thấy. Đó. Thì quý thầy mấy cô biết rằng ở cái tuổi 40 mà sinh nở thì rõ ràng là một cái yếu thế của người nữ, nó không phải là một sức khỏe hoàn toàn tốt cho người nữ sinh ở cái tuổi 40. Hơn nữa sinh thái tử ở đâu? Lâm Tỳ Ni, đúng không? À, Lâm Tỳ Ni ạ. Đúng. Dạ, trong một cái bối cảnh mà đường xá còng gồ ghề như vậy thì phải nghĩ lại trong một cái vườn gọi là vườn Lâm Tỳ Ni. Bây giờ thì thái tử đã sinh ra ở đó, và trong một cái bối cảnh như vậy, từ Lâm Tỳ Ni mà đi ngược lại thành Ca Tỳ La Vệ phải mất 30 cây số nữa. Cái sự di chuyển nó cũng là mang lại một cái sự là rất là không có cần kiếp cho cái việc sinh nở của người nữ như vậy. Thì rõ ràng một cái điều kiện y tế như vậy nó sẽ không tốt. Thì hoàng hậu Maya mất trong một cái bối cảnh là bị thiếu điều kiện y tế chăm sóc, cũng có thể là người ta nói rằng là bị nhiễm trùng, hoặc là vì do sinh nở không có trong cái sự chuẩn bị như vậy. Thì rõ ràng ràng là đó là những cái lý do mà quý thầy với cô chúng ta lưu ý ha. Rồi chúng ta đi vào cuộc đời của Đức Phật tiếp theo, đó là xuất gia. Cái xuất gia này nó liên quan đến cuộc đời của chúng ta, học và ứng dụng ngay mà chúng ta trầm tư ha. Thầy trình chiếu slide lên đấy thầy. Rồi, vô bài mới chiếu con. Mấy con không muốn nhìn mặt thầy hả? Dạ rồi. Dạ mô Phật thấy rồi thầy. Rồi. Tại vì do là học được tuyến cho nên chúng tôi cố gắng là trình bày slide nó như nhiều chữ như vậy để chúng ta có cái tư liệu ha. Thưa quý thầy với cô rằng là có một câu chuyện liên quan đến cái chuyện xuất gia mà chúng ta phải suy ngẫm. Ở trong kinh có nói rằng là có một vị Bà La Môn á đến xin Phật xuất gia. Nhưng mà ông Bà La Môn mà ông một vị tri thức mà, ông hỏi rằng là tôi muốn xin xuất gia với Sa Môn Cù Đàm, nhưng mà cho tôi hỏi là từ nay đến từ cái đời của Ngài
Có nghĩa là Phật Thích Ca là ở hiện tại đó, đến một cái đại kiếp về sau thì còn bao nhiêu vị Phật nữa à, ông đòi hỏi các cớ không? Thì Đức Phật có nói nhiều lắm, có vô lượng vô số Đức Phật nữa, ông yên tâm. Thế thì ông Bà La Môn này ông nói rằng là như vậy thì thôi không lo gì nữa, tại vì còn nhiều vô lượng Phật xuất hiện nữa thì cũng không cần chi phải tu ngay bây giờ, từ từ ha. Cái rồi ông đi ra khỏi tinh xá, ông đi một khúc rồi ông lẩm bẩm, ông quay vô lại, ông mới hỏi như vậy thì từ cái thời của Đức Sa Môn Cù Đàm mà trở về một đại kiếp về quá khứ đó, thì có bao nhiêu vị Phật rồi? Đức Phật mới nói nhiều lắm, cũng vô lượng vô số. Trong đó có 7 vị Phật quá khứ mà 4 vị là trong có vị Thích Ca mình là hiện kiếp á. Các vị biết 7 vị Phật quá khứ không? Kana Hàm Mô Ni rồi đó. Đó là những vị Phật quá khứ đó. Chúng ta có Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn nhớ không? Có ai đọc chú nó chưa? Ly Bà Ly Bà Đế gì đó. Đó. Ý nghĩa của bài chú là nói gì biết không? Câu hát đấy á. Bài trời chú. Giỏi, đúng rồi. Thì bài chú này là 7 vị Phật quá khứ đều sử dụng hết, cho nên gọi là Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn, đúng không? Đó là ý nghĩa như vậy. Thì ông Bà La Môn mới nói rằng là Bồ Tát ở đây á, cái tiếng Pali là Bodhisattva, còn tiếng Sanskrit là Bodhisattva. Với thầy với cô lưu ý ha, thì đối với Phật giáo nguyên thủy á, bên Nam truyền á, người ta quan niệm Bồ Tát là một cái vị chưa có chứng ngộ, có nghĩa là vị nỗ lực hướng đến đạo quả giác ngộ, cũng như chúng ta vậy đó, chúng ta cũng là Bồ Tát đây, theo quan điểm của Phật giáo nguyên thủy đó. Có hướng một cái thái tử Si Lạc Đa từ bỏ là ngày tu thành Phật, còn chúng ta từ bỏ ngày nay tu hoài không thành Phật là do chúng ta chưa có thực sự buông bỏ, chưa có thực sự dục cảnh, chưa có thực sự mà xả ly Cũng... cụ thể là sao? Cụ thể sao là chưa lịch sự, chưa thật sự từ bỏ. Chưa thật sự từ bỏ là chúng ta nhiều khi tu mà chúng ta cũng còn nhớ nghĩ về cái chuyện gia đình, hoặc là nhớ nghĩ về những cái chuyện buồn phiền gì đó, chúng ta còn chấp khẩu, chưa thật sự. Rồi, xin cảm ơn thầy Hành Đức. Hồi nãy quản trí nói rằng là do là ngày tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cái đó, nhưng mà cái này á, thì là một vấn đề khác của tư tưởng nữa. Tư tưởng giữa, như thầy nói là Bồ Tát là một vị đang nỗ lực hướng đến đạo quả. Mà sao tại cái kiếp này là kiếp cuối cùng, ngày tu là đạt được. Rồi Hành Đức nói là chúng ta chưa thực sự nỗ lực tinh tấn, đúng không? Nãy thì mời ai vậy? Rồi mời Vạn Hương nè. Dạ mô Phật, mời thỉnh tòa cho con được phát biểu. Dạ mô Phật, thầy Đức Phật là tu được chứng quả Phật vì Đức Phật là tu đi với một cái hạnh nguyện. Ngài muốn đem cái chân lý của Ngài đã đạt được để đi cứu độ chúng sanh, cho nên Ngài đạt được quả vị Phật. Còn chúng ta là đang là vị Bồ Tát chưa giác ngộ, cho nên chúng ta đi tìm sự giác ngộ, cho nên chúng ta chưa được trở thành Phật. Dạ mô Phật, con xin hết. Cảm ơn bạn Hương. Như vậy là con quan điểm Bồ Tát là một vị đã chứng ngộ rồi. Nhưng mà đây vị Bồ Tát của chúng ta đang trình bày là chưa chứng ngộ. Ngài cũng như chúng ta, Ngài cũng bình thường vậy đó. Người cũng sinh ra rồi cũng có gia đình, rồi cũng vợ con, rồi cũng phải tìm đường vậy đó, đi tìm đạo. Như vậy thì Vạn Hương đã trình bày về Bồ Tát của một là của Phật giáo Đại Thừa rồi, là người đã chứng ngộ rồi, cho nên đi tìm đạo, cứu chúng sinh, đúng không? Dạ
mô Phật bạch thầy. Rồi, xin cảm ơn bạn Hương. 0330 số đẹp nha. Mời Tâm Liêm nè. Bà thầy Tâm Liêm. 0104. Phật bạch thầy là theo suy nghĩ của con đó, là Đức Phật là ngài đã thấy thấy khổ, là sự thật là khổ, còn mình là chưa thấy được cái sự thật là khổ nên mình chưa có buông bỏ được. Chứ con thấy cái gì mà con đi tu, con không thấy khổ hả Tâm Liêm? Nói Phật bạch thầy là thấy khổ nhưng mà giống như là mình chưa thấy được cái tận gốc đó thầy. À, chưa thấy tận gốc, chưa thấu triền được đó hả? À rồi, có nghĩa là mình khác nhau về về căn tánh đúng không? Có nghĩa Đức Phật căn tánh cao hơn, người ta nó quán triệt được rõ ràng hơn đúng không? Còn yeah, mình thì thấp hơn, mình thấy còn nhòe chứ gì? Thấy khổ nhưng mà thấy sơ sơ, mình chưa thấy. Thấy sơ, yeah. Thấy khổ nhưng mà mình thấy lạc, cái mình chụp cái lạc, cái mình quen cái khổ, mình không tu đúng không? Yeah. Rồi cảm ơn Tâm Liêm. Rồi đó là ba ý kiến của Hạnh Đức, Vạn Hương, Tâm Liêm và có Quản Trí nữa. Rồi chúng ta kết thúc cái phần mà gọi là đi tìm đạo này, cái việc mà tại sao Đức Phật đi tìm đạo mà chứng được đạo, ra đạo mà chúng ta tìm hoài không ra đúng không, thấy khổ hoài đó, thì đó vấn đề đó thì chúng ta khi mà chúng ta vào bài thì chúng ta sẽ thấy ha. À, có nhiều người nói chúng ta đi tu á, như tôi nhiều khi tôi đi ra ngoài đường sân bay, rồi nhiều khi người ta không có sầm xì, nói mấy ông thầy ông thất tình, ông đi tu có không, cái thầy mấy cô có bị nói gì không? Dạ bạch thầy Nam Mô Phật, có con nghe thầy ấy chứ có không thầy. Dạ vâng. Chỉ có thì nói chứ sao nói lung tung vậy con? Dạ chính bạch thầy là có, hồi con học trung tâm bạch học là có người con râu về cái thế sự của đời thế gian ạ. Thì quý vị ở đó với hỏi con là có yêu ai, có thất tình ai gì không, con không im lặng không trả lời. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con bạch cho đại chúng và Quản Trí. Yeah. Đó cho nên họ nhiều khi họ kêu, họ nói mình là đi những người mà thất tình, thi rớt đại học mới đi tu. Tại vì lý do sao biết không? Do cái tư tưởng mà bây giờ mà mấy cái tuồng mà Lan và Điệp á, nó xuất hiện trên đại chúng, rồi người ta cứ nghĩ là đi tu là dành cho những người thất tình, nhưng mà thật sự những người thất tình không phải họ đi tu hết đâu, họ cũng nhảy cầu Sài Gòn, rồi họ cũng rượu chè bê bết, rồi họ cũng bê tha, rồi sống cuộc sống không phanh, rồi người ta từ từ rồi người ta mới trở lại, mà thất tình rồi người ta yêu lại cái khác, cho nên cũng chưa có phải là trong chúng ta là những người thất tình. Nhưng mà cảm nhận được cái tình duyên mà cái sự trói buộc mang đến cái sự phiền não như vậy mà đi tu, rõ ràng là đó là một cái sự phản ứng rất là tích cực, không có gì xấu hết đúng không? Tại mấy thầy mấy cô đẹp nói thất tình với cỡ như tôi mà sao ai hỏi anh chị. Rồi tạm gác vấn đề đó nha. Rồi chúng ta thấy không, từ khi Thái Tử ngài đã có một sự ưu tư rồi, chứ không phải là cái chuyện đi ra bốn cổng thành về nhất định là phải đi tu. Mà chưa có những cái nơi người ta nói cái việc đi ra bốn cổng thành nó không có trong cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, mà người ta lấy từ cái ý nghĩa ra bốn cổng thành của Phật Tỳ Bà Thi, Phật quá khứ. Cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta cũng không cần phải khảo cứu, nhưng rõ ràng như hôm trước chúng tôi nói, cái việc đi ra bốn cổng thành là một cái sự trình bày nó logic và nỗ lực thể hiện cái sự quyết tâm đi tìm đạo của Thái Tử. À, khi ta đang là trẻ, là trang năm tử, tóc còn đen, đang nhánh đó, ngay giữa tuổi thanh xuân, trong khoảng đầu thời hoa niên, ta cắt bỏ râu tóc. Mặc dù cha mẹ ta phản đối việc này, với mặt mắt đầy nước mắt, ta vẫn khoác áo cà sa, xuất gia từ giả gia đình, sống không gia đình. Hay trong bộ kinh ha, mấy cái đoạn này chúng ta có thể lưu lại, mai mốt mình viết bài viết luận thì chúng ta phải có cái nguồn trích. Cái việc xuất gia của Thái Tử á, như hôm trước chúng tôi nói là có ba lý do đúng không, thì cái lý do gia đình là chúng tôi nhắc lại
Tại vì khi mà song thân của Thái tử Tất Đạt Na thúc giục cái việc mà Thái tử Tất Đạt Na phải sinh cho một cháu đích tôn, cho hoàng tộc một cháu đích tôn như vậy. Thì đó là tại sao một cuộc sống hôn nhân từ năm 16 tuổi cho đến 29 tuổi, có nghĩa là 13 năm sống một đời sống vợ chồng mà không có con. Thì hơn ai hết, Gia Du Đà La hiểu rằng sinh con ra thì chỉ có người chồng mình đi tu rồi, trước sau thì ông cũng đi tu, cho nên con mình nó không có cha thì rất là tội. Đó. Cho nên á, cái việc mà thúc giục của Hoàng hậu Maya và Suddhodana thì đó là sự xuất hiện của La Hầu La. Việc sanh La Hầu La ra thì 7 ngày hôm sau là Thái tử đi xuất gia. Đó. Giống như một thỏa mãn một cái điều kiện, đó là đã sinh ra cho cháu đích tôn cho cha mẹ rồi, là đi tu thôi. Đó. Nhưng các vị biết là đâu đó phải là một cái sự dứt bỏ như vậy. Trong một cái đêm mà chia tay như vậy nó rất là biện rị. Trong sách nói rằng là 3 lần đi vào một cái loan phòng mình nhìn vợ con. Đi vào, đi ra, đi vào 3 lần như vậy. Nhưng rõ ràng thì Thái tử cũng nghĩ là Gia Du Đà La đã ngủ rồi. Nhưng rõ ràng là người hơn ai hết người vợ sẽ biết. Và họ sẽ giáo lệ vào trong, quay mặt vào tường để cho người chồng mình thực hiện một ý nguyện cao cả hơn, đó là xuất gia. Đó. Cho nên mà La Hầu La được đặt cái tên là gì quý thầy với cô biết không? Nghĩa là phú chướng, sự trói buộc đó. Tiếng Tàu dịch là phú chướng. Có chỗ dịch tiếng Phạn người ta dịch là nguyệt thực đó. Dạ, bạch thầy, La Hầu La cũng là một người sướng sướng và hạnh phúc nhất. Hình như là thời Đức Phật không có phát biểu lung tung, con không phát biểu lung tung cái này rồi. Nói là mà phát biểu hoài. Dạ thầy, trừ điểm đi thầy. Ai phát điểm lung tung trừ điểm đi thầy. Có điểm mấy đầu trời không? Âm sao? Dạ trước đó thầy đã nói hỏi đại chúng mọi thứ của thầy. Dạ quý thầy nên nhớ lời trước của quý thầy. Dạ vâng. Dịch đó là những nguyệt chướng nè, có nghĩa là sự che lấp mặt trăng. Cái này là cái nghĩa ngày xưa tên tuổi đều có cái nghĩa hết với thầy với cô, chúng ta bây giờ cũng vậy đúng không? Xưa ông hòa thượng cho tôi là Viên Anh mà về nhà ai cũng nói tên gì giống gái, nhưng mà cái tên nó có ý nghĩa và nó đong đầy cái tình cảm của người thầy, của người cha mẹ mình đặt cho mình. Với thầy với cô biết rằng là trong cái đoạn này là cha mẹ phản đối trong việc này đầy nước mắt. Mà hồi xưa tôi vẫn có, khi tôi đi tu, tôi là con trai một thôi. Mà tôi cầm cái giấy là đơn xin xuất gia đó, tôi cầm dưới bếp mà lúc đó chưa có điện, cái thời đó còn khó khăn, ở quê mà. Mẹ tôi đang nấu mì gói, hồi đó mì hai tôm á. Một người mà ăn một gói mì hai tôm là gọi là có điều kiện đó. Nhưng mà thường gói mì thì phải nấu ra cả gia đình ăn. Thì tôi xuống tôi đưa cái tờ giấy cho mẹ ký vào, mẹ tôi khóc. Khóc mà khóc nức nở mà ngã xuống lăn đùng dưới đất luôn. Cho nên sau này mỗi lần mà chúng tôi khó khăn trong cái việc tu học á, là chúng tôi nhớ về những cái đó, chúng tôi ráng mà tu. Cho nên chúng ta đi tu á, thật sự là khó khăn. Chúng ta ngồi đây là một cái phước báo, cho nên chúng ta phải giữ cho bằng được, bằng cái sự trân trọng, biết ơn chư Phật đã cho chúng ta được cái phước báo này. Chúng ta qua đoạn tiếp theo ha. Ở đây là một cái bức tranh mà người ta điêu khắc bằng đá nha, vào thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch. Ở trong bức tranh này với thầy với cô có ai phát hiện ra cái điều gì không? Cái điều gì lạ không? Với thầy với cô. Bạch sư thầy, đấy là con ngựa, đây là kiểu duy nhất khác một con ngựa và một người dưới đời chân con ngựa và năm mươi giờ hai người dạ vâng, hai người đời chân con ngựa. Liên thông trả lời cho thầy thử, mấy người mà bưng ở dưới đó nhưng gọi là chư thiên á, ta nói là chư thiên bưng dưới cái đế ngựa đó có nghĩa là gì không? Liên Thông nói thầy nghe nè. Tức là
thầy là nó thể hiện tức là sự ủng hộ của sư thiên khi mà bồ tát của đại ca và đi xuất gia, mà không không phải là nó có một cái dấu hiệu như là ngài sẽ là một người sẽ đạt được cái con đường để dẫn dắt chúng sanh, cho nên là nó chứa một cái rồi. Thầy cảm ơn Liên Thông. Liên Thông đã nói một cái ý hay là sự ủng hộ của chư thiên. Đúng là sự ủng hộ của chư thiên. Nhưng ủng hộ ở đây có nghĩa rằng là khi Thái tử Tất Đạt Đa đi ra khỏi thành thì chư thiên bắt đầu lại phải nâng cái vó ngựa đó. Để chi? Để cho trong thành không ai nghe cái tiếng đó. Không có tiếng ngựa đi cột, đúng không? Cho khỏi đến đánh thức. Tại vì khi đi xuất gia vượt thành là lúc giữa khuya. Đó. Cho nên đó, nếu như người ta phát hiện thì rõ ràng là có cái sự ngăn trở lại. À. Cho nên sự ủng hộ của chư thiên thể hiện qua cái việc là không cho loài người nghe cái tiếng động nó bằng cách là nâng những cái móng chân của con ngựa lên. À. Như vậy thì khi có vị thấy rằng là từ những cái nhân vật cái điểm này á, nó làm lên màu sắc của một tôn giáo. Chúng ta nghiên cứu về cuộc đời Đức Phật mà chúng ta bỏ những cái chi tiết này thì rõ ràng ràng là nó hơi ngây ngô một chút, nó không còn gì để nói, đúng không? Từ khi mà Thái tử nhập thai, Bồ Tát nhập thai đó rồi đản sinh ra thì chư thiên phải bưng trước. À, rồi ngay cả mà cái chuyện ra bốn cũng thành là cũng chư thiên, người ta phải tạo ra một cái hoạt cảnh là thấy người già, người bệnh, là thấy những cái tử thi, rồi thấy những bầy sa môn. Đó là cái sự sắp đặt của chư thiên nữa. Đó là yếu tố của về tôn giáo một cái kiểu khác, nhưng mà chúng ta đề cập cho nó có cái sự phong phú ha. À, thì đây là một cái điểm mà chúng ta thấy rằng là nó thú vị. À, và khi mà chúng ta qua bên Sri Lanka, Myanmar nữa đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái những chư thiên họ bay luôn, họ bay cùng cái vó ngựa, là họ bay mà bay cùng như vậy mà tay vẫn nâng cái vó ngựa như vậy. À, rõ ràng ràng là chúng ta khi tu mà mình không có cái sự hỗ trợ của Long Thần Hộ Pháp chư thiên thì rõ ràng ràng là chúng ta khó đạt được cái ước nguyện của mình. À, theo những cái tư liệu để lại rằng là Thái tử đi qua nhiều quốc gia, thì đi ngày đi khoảng 30 giao tuần. Cái giao tuần ở đây thì có những cái tính khác nhau, mà mấy thầy mấy cô để ý là chúng ta biết thử tính thử là Đức Phật ngày đi được bao nhiêu cây số trong cái đêm ấy. Đêm nhưng thực sự có nửa đêm, tại vì sáng sớm là đã tới nơi rồi, tới dòng sông Anoma rồi. Với 30 giao tuần thì Thái tử đi được bao nhiêu cây số đây? Trong trong Tương Ưng Kinh đó thì người ta nói một giao tuần là khoảng 4 cây số, 4,68, có nghĩa là 4 cây số 7 thôi. Thì có những cái cách tính về giao tuần khác nhau. 19 cây số hay là 9 cây số mấy đó thì cái chuyện đó là cái chuyện của quan điểm thôi. Thôi mình chọn trong kinh Tương Bộ đi. Tương Ưng Bộ Kinh nói rằng là một giao tuần là 4 cây số 4,68. Nếu như đi 30 giao tuần thì Thái tử đi gần được 150 cây số. Đúng không? Mấy thầy mấy cô thấy chưa? Gần 150 cây số. Như vậy đó là hợp lý. Vì từ khuya mà đến mờ sáng mà đi 140 đến 550 cây số là tương đối hợp lý. Đó. Nhưng mà nên nhớ rằng Thái tử và Sa Nạc đi trên một con ngựa kiền trắc. À, kiền trắc là một cái giống ngựa mà gọi là quý ở trong cái hoàng cung. À, mà vua Tịnh Phạn đã tặng cho Thái tử lúc sinh nhật 15 tuổi của Thái tử đó. Từ 15 tuổi mà đến 29 tuổi xuất gia thì có 14 năm sống với con ngựa kiền trắc. Mấy thầy mấy cô thấy rằng rõ ràng là tình
chủ và con vật này nó gắn bó như thế nào. À. Ai coi Trung Quốc rồi có cái có nhớ cái câu mà Tào Tháo hay nói không? Nhân trung lã bố, mã trung xích thố. Câu này Tào Tháo nói đó. À, là người thì có lã bố, mà người là có người xích thố. À. Tào có người xích thố này là giống người quý này. Cái câu này ám chỉ là nếu như làm người là phải được như lữ bố, ngựa là phải là người xích thố. À. Mà chúng ta thấy bây giờ là chúng ta có ngựa, ngựa kiện trắc ha. À. Chúng ta qua cái cảnh này chúng ta sẽ thấy một cách nó liên quan đến lịch sử chúng ta đã học. À, nhìn cái hình bên tay phải, mấy thầy mấy cô có lý giải được tại sao là Sa Nặc Bu có đuôi con ngựa kiện trắc không? Ai lý giải được không? Tại sao bu vậy? Dạ bạch thầy, cái này là cái sợi bạch thầy và chúng và con quản sao dây thuốc quản trí ạ. Dạ số hiệu là 215500 cái tiếp và 54. Cái này Sa Nặc là một người ngắn gọn quản trí để dành cho những cái vị khác nữa. Dạ vâng, cái này là thái tử đi tìm đạo và sợi dây tung theo gió thì để mà trợ duyên cho chư thiên và thái tử thì Sa Nặc đã lấy cái sợi dây đó khỏi vì rơi xuống đất giờ làm ô uế cái có nghĩa là địa đài đó. Dạ, có nghĩa là Sa Nặc bu người kiện trắc bu qua cái dây đó. Nhưng mà sao bu được hay vậy không biết. Mời Hành Tiến con. Cảm ơn quản trí. Dạ, cảm ơn quý thầy. Cái đó là do chắc là học Phật rồi. Con dành cho bạn khác. Cảm ơn con. À, ý nghĩa của cái việc mà Sa Nặc bu kiện trắc như thế nào? Hành Tiến nói đi con. Bạn nghĩ chúng là thầy là con nghĩ này là không theo giai cấp rồi. Tại vì thái tử khi được về giai cấp sẽ bất định. Còn Sa Nặc thì có thể là về người hầu thôi, thì người hầu không được phép ngồi chung với lại thái tử này như con như vậy. Rồi, chính xác, rất là hay, không còn cơ hội cho người khác nữa, đó là sản phẩm của sự phân chia giai cấp. Xin cảm ơn ni sư ni sinh Hành Tiến. Đó là một cái sản phẩm của mỹ thuật của các nhà điêu khắc, người ta vẽ ra tại vì người ta bị ảnh hưởng với cái tư tưởng giai cấp truyền thống của Ấn Độ, người ta không để Sa Nặc ngồi chung với ông chủ được, đúng không? Chủ và tớ không bao giờ ngồi chung, mà ngồi chung trên con ngựa nữa thì rõ ràng là không thể. Vì nhưng mà thực sự thì không có cái chuyện bu, đúng không? Hai thầy trò vẫn ôm nhau mà đi thôi. Tại vì đi 150 cây số chứ ít gì nè, đi xuyên đêm mà. À, nhưng mà khi thể hiện qua hình ảnh cụ thể thì họ phải như vậy đó. Thì chúng ta không thấy cái chuyện vô lý hay là có lý gì trong này. Nhưng mà bây giờ chúng ta quen với cái này rồi. Bây giờ mai mốt mà mình Phật đản mà mình treo cái tấm hình mà Sa Nặc vào chung với với thái tử trên con kiền trắc thì rõ ràng là quần chúng người ta họ thấy lạ, đúng không? Mặc dù hợp lý nhưng mà thấy lạ, nhiều khi người ta không chịu nữa. À, đó là tại sao mà chúng ta phải học cái bối cảnh lịch sử Ấn Độ trước khi đạo Phật ra đời. Đó là cái sản phẩm của giai cấp. Rất là hay. Thì một cái hình bên tay trái của các vị là thấy Siddhartha đi một con và Sa Nặc đi một con, hai thầy trò hai con. Thì cái này là khỏe đây. Cái này là có trong cái đây là bức tranh người ta khắc trên ngà voi. Thì đây là một cái mà để chúng ta tư duy thôi. Nhiều khi hai thầy trò đi hai con làm sao, đúng không? Nhưng mà trong kinh tạng thì không có để lại chuyện này, chúng tôi không có thấy. Nhưng mà trong những cái tác phẩm điêu khắc thì chúng tôi đã thấy. Thật ra cái bức tranh này ở thế kỷ thứ 19. Cho nên thì với thầy với cô xem để cho biết tham khảo thôi ha. Rồi. À, như vậy là từ lúc 29 tuổi thì thái tử tìm lối xuất gia. À, và trên bức hình này là đó là một sản phẩm của tư tưởng giai cấp mà các nhà họa sĩ bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng đó mà người ta cũng không phải vượt qua được.
Và cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn sử dụng cái hình ảnh này như là một cái vẻ đẹp trên bước đường của Ngài đi tìm đời sống tâm linh, một cái triết thuyết mới để lại cho chúng ta. Đây là cái lộ trình mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tìm đạo. Trên màn hình là đất nước Sakya, chúng tôi zoom á ha. Sakya này, Lâm Tỳ Ni. Thì bên trái Lâm Tỳ Ni khoảng 30 cây số sẽ là Kapilavastu, là thành Ca Tỳ La Vệ. Thái tử đi bắt đầu đi tìm đạo. Thì trong cái lịch trình, cái lộ trình tìm đạo thì Ngài hướng về nơi dòng sông On Anoma, là ở nước Ma Kiệt Đà đây, nước Mala đây, đài nước Mala. Mala, Ngài sẽ dừng ở đây và bảo Sa Nạc và Kiền Tắc đi quay về. Hết giờ chưa quý thầy mấy cô? Chưa hả? Nào chúng ta thấy cái phần này chúng ta nghĩ ha. Cái này rất là hay, quý thầy mấy cô để ý và có cái sự liên hệ nha. Thì Ngài sẽ đi tới nước Malas này và dừng lại nước Malas, và tại dòng sông Anoma Ngài giao ngựa lại, giao hết những cái trao bảo, một trang sức của một thái tử lại cho Sa Nạc mang về. Thì con sông Anoma ngày nay người ta tìm được là đó là con sông Umi, nó là một cái hạ lưu của sông Gandas bây giờ, nước Cộng hòa Mala bây giờ đó. Quý vị nào mà đi Ấn Độ mà có cơ hội thì chúng ta cũng thể tới được con sông này. Và một cái điều nữa là trong kinh đó mô tả rằng là trong sử nói lại rằng là thái tử giao lại hết những cái áo bào, áo của thái tử và mặc áo cà sa vào. Các vị thấy rằng là áo cà sa đâu có sẵn mà mặc, đúng không? Đúng không? Ở đâu có? Chỗ dưới con sông cái gì áo cà sa đâu có sẵn, trừ khi mang áo cà sa thôi. Chúng ta không nên chi tiết vấn đề này, nhưng có một cái sự kiện lịch sử rất là logic. Đó. Thì sau khi mà giao hết những cái tư trang lại cho Sa Nạc, thầy trò mới chia tay trong nước mắt. Thì thái tử tiếp tục đi vào rừng. Khi Ngài vào rừng á thì Ngài gặp một cái ông thầy săn. Thì Ngài thấy ông thầy săn này sao là ông mặc áo cà sa. Nào, có vấn đề xuất hiện tại đây. Thì ông thái tử mới nói rằng là làm sao mà ông có được cái áo cà sa mà nó trang nghiêm rồi như vậy. Nhưng thật sự đó là một cái cách nhìn của thái tử thôi. Các vị biết áo cà sa đây là một cái loại áo mà nó màu đất thôi, màu lá cây á, có nghĩa là nó là một cái ý ảo của chúng ta bây giờ đó, là một cái màu không phải của năm màu chính, có nghĩa là màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ, đúng không? Màu vàng. Áo cà sa là phải tránh ra năm màu chính như vậy. Thì thái tử mới nói là tôi có thể đổi cái áo của ông được không? Là tại sao ông mặc cái áo đó? Thì ông thầy săn mới nói rằng tao mặc tao để dụ mấy con hươu. Thầy săn mà, tại sao để dụ hươu được? Tại vì cái màu áo cà sa này á, nó giống như màu đất thôi, màu của lá cây, mà lá cây cái khô á, cho nên dễ núp, dễ ẩn được, mới dụ được hươu, mới săn được chứ. Đó. Thì sau khi trao đổi áo thì rõ ràng một thời săn họ rất là thích cái áo của thái tử rồi, gấm vóc mà. Và hai bên đều vui vẻ hết, thái tử cũng rất là vui. Cho nên chúng ta mà cởi bỏ được những cái gì mà đồ sang trọng ở ngoài thế gian mà mặc được cái áo nâu sòng, cái bộ vạt hò trên người quý lắm. Trời, ngày xưa mà tôi mong được cái ngày xuống tóc mà mặc những cái bộ đồ này, mừng lắm, mà giá trị lắm, rơi nước mắt chứ không phải là không. Thì từ đó thái tử mặc áo cà sa. Như vậy áo cà sa ở đây không phải áo cà sa như chúng ta bây giờ mặc, đó là một cái kích cỡ mang hình chữ nhật thôi. Về truyền thống bây giờ người dành cho những vị sa môn và dành cho những cái tiện dân, người ta vẫn mặc, những nông dân bình thường người ta vẫn mặc cái này, là hình thức người ta khoác lên người thôi, nó không cần cắt may đâu. Đó. Thì bây giờ thì những cái vị du sĩ á, người ta sử dụng cà sa như ba loại, có loại lớn á, loại trung bình và loại nhỏ. Thì chúng ta mà vị nào mới mới thọ giới xong chúng ta học luật đó,
cái mà cái nhỏ là sau này chúng ta là cái y đó là chúng ta gọi là năm điều đó là an đà hội đúng không, cái vừa vừa thì bảy điều gọi là út đa la tăng đúng không, cái lớn chín điều là gì quản chế nhớ không? Tham giờ đây. Dạ bạch thầy điều là gì? Con học thì chỉ có 9 điều thôi chứ điều là cái gì? Tiếng Hán là gì? 7 điều là út đa la tăng, 9 điều là cái gì? Đó là trật là trừ hết điểm cho coi. Ô cái đó là bảy điều là thất điều. Dạ con chưa học đến điều út đa la tăng. 9 điều là tăng già lê. Đó. Như vậy thì áo cà sa là một cái loại là người ta được xem như là một cái hình thức như là y phục chứ không phải là nó là y phục dành cho những người du sĩ, thành chí, dành cho những người giai cấp tiện dân nữa đều có được cái áo đó, chúng ta thấy ha. Sau này rồi áo cà sa bắt đầu là có cái sự mà cải biên theo cái giáo đoàn của mình. Chúng ta để ý vấn đề này nha. Thì ngày nay một số quý thầy mấy cô nào mà đến Ấn Độ rồi á, đến cái thành Ca Tỳ La Vệ á, những cái dân làng người ta hay chỉ mình ở cái cổng phía tây á, có một cái đồi cách cái thành cũng khoảng 500 mét á, tôi đoán vậy, cũng xa. Thì người ta nói rằng là con người kiện trắc về đó không vào trong kinh thành và ở trong cái đồi đó buồn mà chết. Thì cái độ xác thực của câu chuyện có hay không thì chúng ta không cần biết. Nhưng mà các vị thấy rằng là cuộc đời mà cuộc sống mà có nhân, có nghĩa, có tình thì bất cứ cái việc gì người ta cũng thể tạo dựng lên một câu chuyện nó ý nghĩa như vậy. Đó là tại sao mà khi sư phụ mất rồi chúng ta hay lưu lại những cái kỷ niệm đó của ông thầy của mình. Mặc dù các pháp hữu vi thì nó vô thường rồi nó hội diệt thôi. Nhưng rõ ràng nó chuyển tải một cái giá trị tâm linh ở trong đó, cái nghĩa tình trong đó. Đó là một câu chuyện mà chúng ta tới thành Ca Tỳ La Vệ để chúng ta sẽ thấy, chúng ta nghe được những cái câu chuyện như vậy. Một câu hỏi đặt ra, Thái tử đi tu có bị bắt về hay không? Có bị nghĩ có bị vua cha đem về không? Có ai nghĩ không? Dạ, bạch ai thầy... đi tu bị bắt về không? Dạ bạch thầy, Nam Mô Phật, con bạch thầy với đại chúng là cái này theo con nghĩ là bậc làm cha làm mẹ thì họ sẽ buồn. Dạ vâng. Thì một góc độ nào đó thì họ rất là muốn đứa con mình quay về. Dạ, nhưng mà về cái chuyên nghiệp tu nhiều đời nhiều kiếp thì sao con là con người ta họ cũng thấu đáo, họ nghĩ được là nên để cho con mình làm được thiền để tu, để làm một đây là con nghĩ dùm cho vua Tịnh Phạn đây. Dạ bậc thầy của Thiên Nhất Sư. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái khi mà thấy khi nghe tin Thái tử đi tu á, vua Tịnh Phạn rất là tức, tại vì ngài nghĩ rằng là cái việc sinh La Hầu La là để trói chân Thái tử chứ không phải là để mà giao ước một điều kiện rồi muốn đi tu đi đâu mà đi. Đó. Cho nên vua Tịnh Phạn đùng đùng mới cho quân đại thần đi tìm. Đó. Thì dĩ nhiên là người ta căng ngăn không cho vua Tịnh Phạn ở nhà và có một cái đoàn của quân đại thần họ đi tìm. Thì trong ngày hôm sau là tìm được thôi. Thì Thái Thế Tổ tử tu ở trong một cái rừng ở và tới bây giờ là tới ở trong cái dọc bờ sông thôi, cũng cách rừng không xa lắm. Đó. Thì với cái sự thuyết phục của quan đại thần ở trong triều đình đó, nhưng mà Thái tử quyết liệt không về. Nào, chúng ta để ý không về thì bắt buộc á, ở trong cái nhóm này mới để lại 5 anh em Kiều Trần Như làm thị giả. Đây là cái yếu tố phải bị để ý nha. Cho nên 5 anh em Kiều Trần Như chính là do sự sắp đặt bí mật của các quan đại thần trong triều đình của vua Tịnh Phạn âm thầm để lại theo dõi và hỗ trợ cho Thái tử tù và là thị giả đó. Cho nên chúng ta chỉ cứ nghĩ 5 anh em Kiều Trần Như là bạn đồng tu, nhưng thực sự là đó là những người
tình nguyện ở lại, được giao phó ở lại để theo dõi và hộ trì cho thái tử tu. Đó. Một câu hỏi thứ hai. Ở trên bản đồ chúng ta thấy rằng là quay trở ngược lại bản đồ. À, bản đồ này chứ. Mấy thầy mấy cô nhìn thấy này, từ đất nước Sakya mà đi qua đất nước Kosala rất là gần. Kosala đây. À, Kosala đây tham các vị. Như vậy thì từ Kapilavastu, kinh thành Ca Tỳ La Vệ, đi tới kinh thành Savatthi, à, là xá biệt thành của Kosala, chỉ còn 100 cây số thôi. Mà tại sao á, thái tử không tới đây tu mà phải đi tuốt xuống dưới này, xuống cái vùng dưới này rồi phải đi tới nước Ma Kiệt Đà? Tại vì từ Kapilavastu mà tới Ratchakaha, vương xá thành của Magadha, Ma Kiệt Đà ở đây là khoảng 500 cây số. Tại sao thái tử chọn một con đường xa như vậy? Các ai biết tại sao không? Tại sao không qua nước Kosala? Tại vì Kosala vẫn là một đại quốc. À, cái này bổn tâm nhớ nha. À, hồi nãy bổn tâm là hay để ý sự kiện lịch sử. Kosala vẫn là một đại quốc. Đó. Mà Ma Kiệt Đà vẫn là một đại quốc. Hai đất nước này đều có về cái sự tương ứng về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng. Đó. Cho nên nãy có một sinh viên nói rằng sự phát triển kinh tế nó đưa đến cái đời sống văn hóa, tư tưởng rồi đó. Nó thúc đẩy hết. Nãy bổn tâm nói đúng không? Đó. Thì một lý giải như thế này. À, chúng ta biết rằng là sở dĩ mà thái tử chọn xa, không chọn Kosala là cái nơi dừng chân để tu. Tại vì Kosala vẫn là mẫu quốc của nước Sakya. Đất nước Sakya chỉ là một cái thuộc quốc thôi. Mặc dù tuyên bố độc lập nhưng vẫn là một thuộc quốc của đất nước Sakya Kosala. Cho nên mà từ một cái thân phận của một thái tử của nước Sakya mà mình tới cái mẫu quốc Kosala thì rõ ràng là bất tiện rồi. Cũng như là giống như giao trứng cho ác rồi. Bắt liền mà có cái sự giao hảo về chính trị rõ ràng mà. Cái sự liên hệ rất là rõ. Đó. Cho nên đó là cái chuyện không thể. Cho nên thái tử bắt buộc phải đi xa. So far so good. Đó không? Đó. Như vậy thì ngài tiếp tục đi về hướng Ma Kiệt Đà. Đây. À, xin lỗi, về hướng Ratchakaha, vương xá thành của Ma Kiệt Đà đó. Các vị biết là 500 cây số. Bây giờ mà tính 500 cây số mà thời xưa đi mà muốn tới được Ma Kiệt Đà, muốn tới được cái vương xá thành này phải, các vị biết là phải đi băng qua sông Hằng. Đây, sông Hằng đây. Từ đây mà các vị biết là xuống tới đây. À, chúng tôi sẽ chuyển di chuyển con chuột, các vị thấy đó, sông Hằng đây. Sông Hằng sẽ chảy ra vịnh Bengal luôn nha. Đó, sông Hằng ở đây. À, thì thái tử sẽ đi vào, đi băng qua sông Hằng vào cái vùng gọi là bên tả ngạn của sông Hằng. Với thầy biết cô biết hay biết cái tính tả ngạn không? Tả ngạn, hữu ngạn không? Ai biết không? Nghe cái từ này đúng không? Tả là đứng đất. Trên nhìn xuống bên tay phải. Hả? Đứng trên thượng một nhìn xuống nè. Tả. Tả là bên tay trái, hữu là bên phải. Rồi, giỏi. Nhưng mà lỡ như mà con không đứng tay thượng nguồn mà con đứng ở dưới làm sao con biết sao con tính? Thì ngược lại à. À, con phải tính là người ta tính rằng là, đó là khi học là theo cái dòng chảy á, là đứng trên thượng cùng nhìn xuống bên, đúng đúng tay trái là... giỏi, cảm ơn thiền đức. Có nghĩa là mình đứng mình nhìn theo cái dòng chảy á thì bên tay phải là tả đúng không, bên tay trái là hữu. Như vậy đó là cách tính, cũng như chúng ta tính theo kia đồng hồ đó, như chiều kia đồng hồ ha. Như vậy thì tại sao á, chúng tôi nói tại sao mà thái tử chọn hướng Ma Kiệt Đà là hướng để mà tu. À, thì rõ ràng ràng là vì Ma Kiệt Đà cũng là một cái trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị bây giờ. Chắc chắn là nơi tụ họp rất là nhiều những cái nhà tư tưởng thịnh hành. À, và rõ ràng ràng là không có liên quan gì về vấn đề chính trị với đất nước Sakya. Đó là lý do tại sao mà thái tử phải nhắm đến một hướng xa như vậy mà đi tìm đạo. À,
Ủa hết giờ rồi mấy con, nhanh quá vậy. Chúng ta nói hết cái này là chúng ta nghỉ giải lao ha. Như vậy thì bây giờ Thái tử bắt đầu sống một cuộc sống sa môn, ôm mình bác đi khắc thực. Cái mình bác ở đây là không dành cho những tỳ kheo như chúng ta đâu. Thời bấy giờ những cái vị sa môn như chúng tôi nói là từ suốt những cái truyền thống họ đi đi tìm đạo như vậy, họ vẫn mang mình bát. Thì theo cái thuyết mà tứ hành kỳ đó, thì cái giai đoạn cuối cùng là độn thế kỳ đó, là giai đoạn đi du hành bốn phương tứ phương để mà sống đời sống khắc sĩ đó, là người ta ôm mình bát đi khắc thực. Nhưng mà sau này cái tư tưởng sa môn là người ta phá vỡ cái tư tưởng tứ hành kỳ đi, có nghĩa là trẻ họ cũng đi tu, đi xuất gia tìm đạo, chứ không cần chi phải cái giai đoạn cuối cùng là sống ở trong rừng là lâm thế kỳ, giai đoạn thứ tư là độn thế kỳ. Nó phải qua cái quy trình bốn giai đoạn như vậy thì tư tưởng sa môn sẽ canh tăng hết. Trẻ mang vậy đó là cũng đi tu là bình thường. Như vậy đó là một cái cách mà người ta cũng đã phá vỡ cái truyền thống cố hữu của Bà La Môn giáo. Như vậy thì cái bình bát mà tiếng Sanskrit là bát tra đó, mà tiếng Tàu mấy thầy mấy cô mà mình học thọ giới, những người mới học thọ giới là hay nhớ lắm, là bát đa la đúng không? Chúng ta hay gọi là bát đó, là ứng lượng khí đó. Cái bình bát có nghĩa là từ đó đó. Dĩ nhiên từ cái chất liệu khác nhau, bằng sắt, bằng gốm, tùy ha. Nhưng mà ngồi đạo người ta vẫn sử dụng cái đó. Tôi cũng nhấn mạnh lại là từ như áo cà sa này, bình bát này, truyền thống xuất gia, đó là cái truyền thống của Ấn Độ cổ đại. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo. Đứng máy à. 6 năm khổ hạnh. Thật ra trong kinh điển thì không có ghi lại một cách chi tiết và 6 năm tu khổ hạnh Đức Phật từ đâu đến đâu. Nhưng mà rõ nét nhất là bốn cái sự kiện này. Quý thầy với cô lưu ý chúng ta có một cái nguồn sử cho nó chắc khỏe trong quá trình 6 năm tu khổ hạnh. Chúng ta nghỉ 15 phút rồi tiếp tục ha. Mấy thầy mấy cô chưa ai chưa ăn sáng thì lo đi ăn sáng đi. Dạ Nam Mô Phật, cảm ơn quý thầy ạ. Dạ. Bạch thầy, con xin hỏi quý thầy, tại vì con thấy trong cái Zalo là trong cái nhóm mạng là 452 mà không có ai tương tác với bài học nhiều nên là con đã bảo phạm. Dạ. Sám hối bạch đại chúng và quý thầy ạ. Con nói gì? Dạ bạch quý thầy với quý đại chúng có nghe rõ không ạ? Dạ vâng, chắc cũng có những quý vị cùng đi ra chơi nhưng để máy ạ. Dạ tại vì con thấy trên nhóm người mà tham gia cái khóa học này thưa thầy, chắc có thể là do ai đó bận nên là không đi, nhưng con thấy ít tương tác nên là con đã sử dụng cái ngôn ngữ hơi nhiều và đã chiếm cái không gian của quý vị trong bài giảng này. Thể hiện cái quan điểm cho nó lịch sự, nó là sinh viên, chúng ta là sinh viên mà sinh viên của Phật giáo nữa thì nó phải khác rất là nhiều. Thì tất cả đều quan điểm hết, mình có nói lại thì cũng quan điểm của mình, và người ta mình chống lại người khác cũng là quan điểm thôi, cho nên thì cho dù có đúng có sai thì chúng ta vẫn có con phải giữ lại cái quý thầy mấy cô phải giữ cái đạo tình nha. Tại vì trong cái sự tương tác thế này là nếu có những cái lời lẽ mà nó khiếm nhã, nó không có cái tinh thần xây dựng thì rõ ràng là các con phải chịu trách nhiệm với giám thị. Dạ, rồi, thầy cũng dám chấm đại chúng nghỉ. Dám chấm đại chúng và Nam Mô Phật.
để chúng ta ôn tập thi ha. Mặc dù là thầy rất là vui khi mà với thầy với cô đặt những câu hỏi, nhưng chúng ta phải hỏi trọng tâm và trả lời ngắn gọn để trừ cơ hội cho người khác về quỹ thời gian chúng ta không có. Chúng ta phải suy tư, chúng ta hỏi, tại vì nghi nhiều mới giác ngộ nhiều, đúng không? Nghi nhiều mới hiểu nhiều, hiểu nhiều mới giác ngộ nhiều. Đó là điều mà khuyến tấn của Đức Phật. Thầy xin phép đi lấy đồ kiến nha. A Di Đà Phật. Cái việc xuất gia tìm đạo ngày xưa khi ba chúng tôi dẫn chúng tôi đi vào chùa mà để tu á, có nghĩa là lần đầu tiên mà chúng tôi thấy sư phụ của chúng tôi. Sư phụ chúng tôi cũng mới viên tịch cách đây mấy tháng. Thì từ ngõ cổng nhìn vào á, thì ba tôi thấy một vị lúc đó thượng tọa thôi. Sư phụ chúng tôi mặc áo vàng, quần trắng. Thì ba tôi mới nói rằng là thầy này ổng già quá rồi, mai mốt là ổng chết ổng bỏ con sao. Thì khi mà sư phụ chúng tôi tịch rồi đó, thì chúng tôi mới ngồi mới suy nghĩ và chúng tôi thấy rằng là cái ân tình giữa người cha và người thầy vĩ đại lắm. Người cha nào cũng muốn thương con hết, cho dù con đi tu thì cũng mong rằng là con cũng được thầy tổ chăm sóc. Chứ mới vô rồi lỡ ông sư phụ cũng tịch rồi cũng bỏ mình bơ vơ làm sao. Nên đó hoàn toàn là không phải là một ý niệm xấu mà lòng thương tưởng của người cha luôn luôn lo cho con cái là vậy. Và khi chúng tôi ở với sư phụ thì sư phụ tiếp tục là người cha tinh thần của chúng tôi. Cho anh thấy rằng là cuộc đời của mình là có những người cha, người thầy như vậy là ân tình lắm. Cho nên cái việc mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tìm đạo á, nó cũng ẩn hiện trong cái đời sống tu tập của mình. Đó là một sự liên hệ trong cái môn học mà mấy thầy mấy cô chịu khó mà mình suy ngẫm. Đầu tiên á thì như chúng tôi nói á, không có một cái sự thống kê nào để thấy được cái 6 năm khổ hạnh của Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà chúng ta sẽ lược ra 4 cái cột mốc này để ngài tu trong 6 năm đó. Để có một cái sự khích lệ và khởi động trong với thầy với cô, ai có thể là kể câu chuyện xuất gia của mình, nhân duyên xuất gia của mình trong vòng 3 phút cho đại chúng nghe đi. Để coi thì có cái sự liên hệ gì trong cái bài học của chúng ta không? Dĩ nhiên là mỗi vị chúng ta đều có một hoàn cảnh riêng hết. Chúng ta xuất gia đều nhân duyên khác hết. Mà nhân duyên nào mà đưa chúng ta xuất gia đều đó là một cái cơ duyên, cái thiện duyên thù thắng hết. Chúng ta đều trân quý hết. Ở đây mời thầy Ân Trí nè. Thầy Ân Trí đâu rồi? Mô Phật, thầy Ân Trí kể nhân duyên xuất gia mình cho đại chúng nghe đi. Kể ngắn gọn mà coi Phật, thử đi. Ân Trí là Phật, nhân duyên xuất gia con thì nó biết thấp hơn 10 ngày tạm hết. Nhưng con chỉ nói rằng là cái sinh ra là cũng là một
cái món quà mà ở cái vùng là sách cổ. Và một một cái điều, một điều mà cũng như là có tất cả ấn tượng như tài con là ông quỷ rất là bay to một con từ khi ông sinh ra đến khi lớn lên. Thì bà ba mẹ con đi làm nữa một mình ở nhà thì con đầu mà cái rồi bà qua bà nói là cái đứa bé này nó có thuận duyên với cha thế nào của ba mẹ con. Thì ba mẹ con mới nói rằng là bà nói thất bại là có đứa trai mới sinh ra mà bà nói rứa. Cái bảo nó là không có thuận duyên với cha rồi bảo là có tu được, có tu lâu rồi, có thấy được căn cơ như thế. Thì con lớn lên con 13 tuổi con đi ba mẹ con cha. Thì ba mẹ nó là không lý cái gì đâu. Đang là đánh. Sau cái cuối cùng cái đi tiếp tục một bước nữa thì con bỏ nhà con đi, con đi vào Sài Gòn mà tôi không được. Rồi ba mẹ con phải mua ngải về chục cho con về. Con cùng cho cái ngải đó bỏ về bà. Về lại thì bà vẫn nói là con đừng có đi đâu hết, ở nhà. Cái bà nào con bà trước khi phải chết, bà có một cao như thế nào, có kêu là cuộc đời của bà biết làm thiện. Và con là một người mà bà tin tưởng nhất và giao phó cho con một điều rất là lớn. Bà có một quà nhắn cho con thôi. Con hỏi chị. Con vô trong buồn nó lấy cái hộp. Bà để quá sẵn bà đưa ra. Mình tưởng là giao quà đó. Tiền là cái gì quý lắm. Đó là hộp xong. Bà phải mở cái hộp ra. Thì bà hộp xong có quà cho đâu có xong. Cái xong thế là của con nhận. Sau này cũng phải đi tu. Thì bà là người thứ hai khuyến khích con đi tu. Thì đó là niềm tin rất là mạnh liệt và con đã bước lên. Tiếp tục sau nữa thì con xin ba má con đi tu, thì giai đoạn thứ hai thì ba má con mới lấy cài quán toàn lần nữa. Biết gì tu, không biết gì tu. Thế còn khi đi học, con sẽ dựng đi học rồi sau này thì có điều kiện để mà làm chủ tịch xứ con nó có tiền, con vẫn nữa. Thì ông bà ông nói lấy, con lấy một cái tư đi học rồi sau này tôi tao đi tu. Con đi học xong ra đường tới trường đại học thì xin quay tôi quan trọng, nhưng mà chưa có gặp một người thầy, là bây giờ là sư phụ của con thì hứa thầy ơi con về ba mẹ hứa con là đi học ra trường có mẹ đại học về thì ba mẹ tôi đi tôi cũng về qua lại với thầy về ba mẹ biểu có bà ép con vô cho một người con gái ở chốn đó cái con hay không, không có ai ép được hết thì con đã quyết định con người đi đâu rồi. Thì sau một thời gian thì từ đó cho đến khi mà gặp phải quay trở lại với thầy thì khi mình được phép xuất gia thì cũng làm tất cả mọi thứ để hậu hướng trong tích đó đến ngày xuất gia thì cũng quay trở lại là 19 năm. Không phải nó là cuộc hạn 19 năm rất là phi thường cho nên thầy nhận con vô làm đệ tử cho đến ngày hôm nay. Đó là cuộc đời nó đơn giản. Xin cảm ơn thầy Ân Ký. Đúng là nếu như một cái quá trình lịch sử như vậy thì kể cũng phải mấy ngày chứ không phải là trong vòng 3 phút đâu. Nhưng mà đó là một cái sự tóm lược rõ ràng và tình cảm nữa cũng xúc động. Cũng xin chúc mừng thầy là cũng đã được dự phần vào trong một trong ba ngôi báo. Đó là điều mà cao quý nhất, không có gì hơn giữa cuộc đời này. Thấy Vạn Hương đại diện cho bên Sakyaditha đó, những người con gái lành của Thế Tôn đại diện cho chư ni của chúng ta ha, có cái trình bày. Tại vì thế này, mặc dù là những cái tâm tình cá nhân nhưng mà đôi khi là nỗi niềm riêng là của chung, nó giống nhau. Cho nên là bạn Hương kể tóm lược cho đại chúng và thầy nghe. Rồi đến nhân viên xuất gia của mình, A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa cùng toàn thể đại chúng, thì con xin được chia sẻ cái niềm ưu tư cũng như là cái niềm hạnh phúc của con được xuất gia. Mặc dù con chia sẻ thì mỗi người có một cái hoàn cảnh nhân duyên khác nhau. Thì bạch thượng tọa cùng đại chúng, thì con xuất gia rất là muộn. Khi năm con 43 tuổi thì con mới được xuất gia, nhưng mà nhân duyên của con rất là lành. Nhân duyên của con chắc là kỳ lạ, bởi vì lúc đó con là một doanh nhân và đi vào chùa một ngày rằm, con vào chùa con bệ Phật thì con lại nghe ở một trường trung cấp. Cái trường trung cấp nó nằm trong cái chùa. Nghe trường trung cấp thì có một vị thầy đang giảng luật. Vị thầy đang giảng luật thì con lại mén mén vào con nhìn, thì con thấy hay quá, thì vị thầy đó đúng giờ giải lao thì vị thầy đã mới ngoắt con lại, thì mới hỏi ủa hồi nãy làm sao mà con nhìn làm gì. Thì con mới thưa rằng con nghe thầy dạy cái gì mà con nghe hay quá. Thì
thì thầy mới nói rằng thầy đang dạy luật của những người xuất gia. Thế là con kêu như vậy con có học được không? Thì thầy con bảo rằng không, à, cái này là con khi nào con xuất gia thì con mới được đi học. Thế là con hỏi xuất gia là như thế nào? Thì vì thầy đã mới hẹn con một ngày về chùa thầy ở gần đây. Và ngày hôm đó con lại về chùa thầy. Quá trình xuất gia cùng một người tu sĩ. Thế là con nói là thế như vậy thì con xuất gia được không? Thì thầy nói là con xuất gia con phải bỏ hết tất cả cái việc con đang làm thì con mới được xuất gia. Thế là con mới nói, con mới nuôi được cái mộng xuất gia đó. Nhưng vì công việc của con là làm của một tập đoàn rất là lớn cho nên con chưa bỏ được. Thì qua 4 tháng con mới bỏ việc của công ty. Con về một cái chùa khác để con tập sự thử 4 tháng thôi. Thì một hôm thì vị thầy đã đến đi dự một cái hội thảo gần gia đình con. Thì thầy đến thăm thì điện thoại cho con hỏi rằng con đang ở đâu thầy đến thăm con. Thì dạ mô bạch bạch thầy con đi tập sự xuất gia. Thầy nói con xuất gia chưa? Con kêu dạ mô Phật chưa? Thầy nói như vậy về thầy xuất gia cho. Thầy nói vậy con kêu dạ mô Phật bạch thầy. Thứ nhất là con là ni làm sao xuất gia, thầy là một vị tăng. Thứ hai nữa con rất là ham học giáo lý mà con xuất gia thầy có cho con đi học không? Thì thầy con nói rằng là thầy nếu đủ duyên với thầy có thể xuất gia nhưng thầy sẽ gửi qua cho con một vị ni là sư tỷ của thầy để con tu học. Và thứ hai thì cầu học là cái việc rất cần thiết cho người tu. Cho nên nếu thầy tạo điều kiện để cho con được đi học. Thế là con mới ở bỏ luôn ở dưới đó 10 giờ đêm. Con chạy xe về hơn một ngày trời về đúng nơi chỗ mà thầy con. Thì thầy con ở lại 3 ngày thì đúng ngày 19 tháng 6 thì con được thầy con thế pháp và gửi qua vị tỷ. Và từ đó thì con được đi học tới giờ này là được 7 năm. Như vậy cái nhân duyên đến xuất gia của con thì chắc có lẽ cũng khác nhiều vị nhưng con rất là hạnh phúc. Và con nghĩ rằng không biết nhân duyên gì mà nó mạnh liệt mà con phải bỏ hết tất cả và con đi chỉ trong vòng 4 tháng. Và giờ này thì con được học ở đây là con vô cùng hạnh phúc. Thì năm nay con vừa tròn 53 tuổi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cảm niệm công đức của thầy để cho con chia sẻ nỗi niềm của con, hạnh phúc của con cũng như lời con cảm ơn nhân duyên này đến vị tăng và đã cầu nối cho con đến bị đi và giờ phút này con được học và con có được rất nhiều vị thầy để hỗ trợ trong cho con, đó là những bậc minh sư đã dìu dắt cho con đến vào cổng trường đại học ngày hôm nay. Con xin cảm tạ công đức của thầy và quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Cái nhân duyên xuất gia của ni sinh Vạn Hương cũng rất là đặc biệt. Mà đúng là danh nhân mà đi tu là họ chắc lắm. Họ phải đi tu trước, đi thử rồi đã. Đúng. Họ thử trước mà không được thì mình khỏi đi. Chứ không thôi vô đóng dở ưng ưng cũng mệt. Hay, cái đó là một cái cũng hình thức đầu tư về tâm linh đó. Hay đó. Danh nhân có khác. Vẫn cho thấy có bàn tay của bổn tâm. Nhưng mà thời gian thì chúng ta nó cũng đã cạn dần rồi. Xin sự chia sẻ của bổn tâm ở trong một cái cơ hội khác nha. Xin cảm ơn thầy An Trí, ni sinh Vạn Hương. Hai vị tôi nghĩ là An Trí lớn tuổi nhất đi chứ, nhưng mà Vạn Hương có thể lớn hơn. Tuổi tác là con số thôi. Điều quan trọng là chúng ta gia tâm vào trong cái việc tu tập. Thì đó mới là điều quan trọng. Chúng ta có thể già, chứ mà chúng ta không, chúng ta phải lớn. Điều quan trọng là già nhưng mà lớn. Chứ có người mà già nhanh mà lớn chậm thì không được. Thôi xin chúc mừng hai cái vị gọi là cũng đại nhân duyên mà chúng ta đến với đạo. Đó cũng là một hai câu chuyện. Hồi xưa em thức tỉnh đi tu vậy. Hồi xưa em thức tỉnh em đi tu á. Hồi đó em đi tu ăn quen em thức tỉnh đi tu. Chị Hương tắt mic giùm em. Rồi. Như vậy thì khi mà thái tử và xin quý thầy mấy cô lưu ý cái điểm này. Khi Thái tử Tất Đạt Đa giữa hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền đều công nhận Thái tử Tất Đạt Đa lập gia đình năm 16 tuổi. Thầy mấy cô lưu ý nha. Nhưng mà đối với Phật giáo mà Nam truyền á thì Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia năm 29 tuổi. Như trên bảng của chúng ta thấy 6 năm khổ hạnh thì bao nhiêu tuổi? 6 năm của hành thì chứng đạo thì rõ ràng là ngày chứng đạo lúc 35 tuổi. Đúng không quý thầy với cô? 45 tuổi. 45 35 tuổi thì 45 năm thuyết pháp độ sinh.
nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi, đúng không? À. Như vậy thì có ai nhớ về về những cái cột mốc mà giữa cuộc đời Đức Phật, giữa lập gia đình, xuất gia, tìm đạo, tu khổ hạnh đến nhập Niết Bàn của bên Phật giáo Đại Thừa không? Có ai những nhớ cột mốc đó không? Để chúng ta có cái sự so sánh đối chiếu. Ai nói được cái này là hay á. Thầy nhắc lại nè. Rồi, Vạn Hương chờ. Thầy nhắc lại nè, bên Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nguyên Thủy đó, có những cái cột mốc lịch sử là 16 tuổi xuất gia. Chúng ta nhớ nha, 16 tuổi lập gia đình, 29 tuổi xuất gia, 6 năm khổ hạnh, thành đạo lúc 35 tuổi, tương đối trẻ đó. Rồi 45 năm thuyết pháp, tổng cộng là 80 năm ngày nhập Niết Bàn, lúc 80 tuổi, đúng không? Như vậy những cái cứ liệu bên Phật giáo Đại Thừa nó sẽ khác, khác như thế nào? Và Vạn Hương trả lời cho thay dạ, cho đại chúng. Theo con thì con được nghiên cứu thì con biết được cái thuyết mà 29 tuổi xuất gia đó thầy, và cộng với 6 năm tu tuổi hành thì 35 tuổi là thành đạo. Nhưng trong quá trình lịch sử của cuộc đời Đức Phật thì chúng ta còn hai dữ liệu nữa. Đó, dữ liệu thứ nhất là ngài được tu học với hai vị thầy cộng với mà 49 ngày thiền định, thì con nghĩ rằng là cái 29 tuổi mà cộng với 6 năm 35 tuổi đi xuất gia mà được 45 năm thuyết pháp thì nó còn hai dữ liệu mà đi học với hai vị thầy với lại 49 ngày thiền định đó thầy, thì con nghĩ rằng nó nằm trong một cái khoảng thời gian nào. Và hơn nữa thì con có thời gian 6 năm đó con. 6 năm nhưng nó là 6 năm học với lại khổ hạnh với la với có nghĩa là trong 6 năm khổ hạnh đó thì ngài nó thành đạo trong cái khoảng thời gian là năm cuối cùng là năm thứ 6 đó. Con hiểu không? Khoảng thời gian đó. À. Yeah. Rồi. Minh Hiền, mời đi xin Minh Hiền. Dạ, con bạch thượng tọa, nếu như mà hỏi về sử liệu Bắc truyền á thì 19 tuổi là ngài xuất gia và 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh là 31 tuổi thì ngài thành đạo. Và ngài thuyết pháp 49 tuổi thì đến 49 năm thì năm 80 tuổi là ngài nhập đại Niết Bàn ạ. Dạ. 80. Dạ ai cộng giùm nè. 19 năm xuất gia đúng không con? Minh Hiền. 19 tuổi xuất gia. Rồi. 5 năm tìm đạo. 5 năm của tìm đạo, dạ. Rồi 6 năm khổ hạnh. 24. Là bao nhiêu rồi? Là 30. Nhưng mà cái này nó có sự chênh lệch thì người ta sẽ nói là 31 hay sao á thưa thầy. Rồi 49 năm thuyết pháp. Cộng vô đi. Dạ, 49 năm thuyết pháp. Rồi, có nghĩa là bây giờ chỉ có 79 à. Dạ. Bước năm rồi. Dạ, không, trong cái thời điểm đó là nó có sự chênh lệch á thưa thượng tọa, thì con chỉ nghiên cứu tới đó là dạ. Rồi. Bạn Hương bổ sung gì? Dạ, con bổ sung là theo cái thuyết của bên Đại Thừa thì chúng ta được biết rằng là 19 tuổi xuất gia và 11 năm là trong đó có tổng sư học đạo và tu khổ hạnh thì là 30 tuổi là đã thành đạo và 49 năm thuyết pháp. 19 năm. Dạ, đúng rồi đó. Nhanh nhăn giờ lâu rồi, không tính tiền, giờ tính lộn rồi. Dạ, để con coi lại thôi. Rồi. 29 tuổi xuất gia, 6 năm tổng sư học đạo và 35 tuổi thành đạo và 45 năm thuyết pháp thầy thì nó đó là Phật giáo Nguyên Thủy đó, hồi nãy con nói rồi đó. Dạ mô Phật. Rồi xin mời Bổn Tâm. Cảm ơn Vạn Hương.
À, xin cảm ơn con. Thôi để thầy chốt đơn luôn cho nhanh nha. Minh Hiển đã cung cấp một cái dữ liệu vô cùng quan trọng. Mặc dù là chưa đầy đủ nhưng mà rất là quan trọng. Thầy nhắc lại cho quý thầy với cô. Trong hai truyền thống năm truyền và bắc truyền đều ghi rằng đều công nhận Siddhartha lập gia đình năm 16 tuổi. Thầy với cô lưu ý ha. Bây giờ bên năm truyền á là 29 tuổi xuất gia, 6 năm khổ hạnh. Có nghĩa là rồi tiếp tục là 45 năm thuyết pháp độ sinh, ngày nhập niết bàn năm 80 tuổi. Cho nên chúng ta mà thấy là 45 năm thuyết pháp á, là người ta đang nói về cái dữ liệu của năm truyền. Rồi bên Phật giáo Bắc truyền, chúng ta có vẫn có là lập gia đình năm 16 tuổi, xuất gia năm 19, 5 năm tìm đạo. Khác nhau là 5 năm tìm đạo nữa này. Và 6 năm khổ hạnh thì tổng cộng là thành đạo lúc 30 tuổi. 30 tuổi với lại 49 năm thuyết pháp. 49 năm thuyết pháp là cái dữ liệu của Phật giáo Bắc truyền. Như vậy là chúng ta có 79 năm. 79 năm là Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Nhưng mà cái cách tính này là tính theo Phật giáo, có nghĩa là bên gọi là lịch âm đó, tuổi âm đó, cộng thêm tuổi trong bào thai nữa là thành 80. Cho nên cả hai truyền thống mặc dù tính khác nhau nhưng mà vẫn đảm bảo được là Đức Phật nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi, và khác nhau giữa 45 năm thuyết pháp và 49 năm. Mấy thầy mấy cô nhớ không? Chúng ta qua phần này nha. Xin cảm ơn quý thầy quý cô. Ăn hiền số đuôi, bốn số đuôi là 0415 hả? Dạ, mô Phật, con là Minh Hiền, thưa Thượng Tọa. Dạ, 415 ạ. Rồi, chúng ta vào cái phần đầu tiên là đi học đạo. Học đạo với Bhagava. Chúng ta nhớ nha, nhớ cái cách Đức Phật đi học đạo rồi để mình biết, mình liên hệ đến cái việc tu đạo của mình, rồi mình làm bài cho giỏi nha. Trong kinh Nhân Quả Quá Khứ Hiện Tại đó thì có ghi lại cái đoạn, thì từ cái chia tay Sa Nặc từ dòng sông Anoma, Thái tử bắt đầu tiến vào rừng đi học đạo, thì người đầu tiên mà được cho rằng là Thái tử gặp đó là Bhagava, mà ta dịch là Bạc Già Bà đó, nó dễ đọc. Thì Thái tử muốn hỏi, vì đây là các vị biết rằng là cái phong trào tìm đạo này mà ta xem những cái nhà tu đạo này như là những giống họ như là chúng ta họ trải nghiệm thôi. Hỏi người này, ta hỏi người kia, mà được thì người ta ở lại ta tu. Giống như đi tu thử của ăn hương vậy đó, được thì ở lại, không được đi tiếp. Thì Thái tử hỏi là tu khổ hạnh để làm gì? Bây giờ việc tu khổ hạnh rất là phổ biến ở Ấn Độ. Thì Bhagava muốn nói rằng là vì muốn sanh thiên lên cõi trời. Thì Thái tử Tất Đạt Đa muốn nói rằng là thương nhân thì vì tài sản, giàu sang mà vượt biển. Vua vì sự hưng thịnh quốc gia mà khởi binh chinh phạt. Còn các tiên nhân là chỉ cho những cái bậc mà tu đạo đó, chứ không phải là họ là tiên nha. Vì sanh thiên mà tu khổ hạnh, có nghĩa là mục đích nó cũng là nó thấp thôi, chứ không phải mục đích mà là rốt ráo cuối cùng. Thì ngài nói rằng là khổ hạnh mà các ông tu á không phải chưa đạt, nhưng mà quả báo mà các ông cào rốt ráo á, rốt cuộc thì vẫn chưa có thoát khổ được. Một câu nói này rất là lịch sự, không phải là chưa đạt. Đó. Cho nên mai mốt á, chúng ta mà có đọc trong sách sử, chúng ta thấy những cái chỗ mà ta nói Đức Phật mà hay bất mãn với người thầy á, bỏ người thầy đi á, rõ ràng là cái việc này chúng ta không nên mà tin theo như vậy. Thì một người mà tu học mà chí cào đạo như vậy thì không có thể bất mãn. Người thầy nào cũng muốn đệ tử mình giỏi hết. Chúng tôi nhấn mạnh rằng là không có người thầy hoàn hảo, nhưng mà có người thầy giúp cho mình trở nên hoàn hảo. Rất là hay. Cái đoạn này chúng tôi rất là tâm đắc. Thì đó, rồi bắt đầu Thái tử chia tay Bhagava. Thì á, trong một cái tình huống chia tay thì chúng tôi thấy rất là hay, mà
thì thái tử bắt đầu là khi chuẩn bị đứng lên rời rời chỗ mà tu của ông Bhagava, thì ông Bhagava mới nói rằng là đã không cùng quan điểm á, thì cũng không có gượng ép. Nhưng mà nếu muốn á, mà tu tiếp đi tìm đạo á, thì có thể đi về phía nam. À, phía nam là cái hướng mà bên cái vùng hạ lưu của sông Hằng đó. Thì có hai vị sư nổi tiếng là Anara Kalama và Uddaka Ramaputta. Hãy về đó mà học đạo. À, cho nên mai mốt mà đệ tử mà ẩn có chê mình hoặc nó bỏ mình đi thì mình cũng phải có một cái lời giới thiệu như vậy. Thôi thì thầy trò không còn duyên nữa thì con đi. Này về tới chùa đó, thầy đó là cũng là chỗ thân tình với thầy, con đến nó mà tu, phải không? Chứ đừng có gửi một mật thư nói là thằng đây nó bỏ chùa tôi, ông đừng có nhận nữa, phải không? Vậy là không được. Cho nên đây là những cái bài học sống động nhất trong cái việc tìm đạo của Đức Phật mà chúng ta phải áp dụng ngay vào con đường tu tập của mình, đúng không? Bây giờ mấy con mà cứ thử, mấy thầy mấy cô mà thử bỏ chùa đây cái coi, chỉ cần một cuộc điện thoại, một tin nhắn thôi là mấy con không có chỗ tới luôn, đúng không? Thầy trò hết duyên thì thôi đó, nhưng mà đi thì mình cứ giới thiệu cho những người thầy khác, biết đâu họ có duyên với những người khác, miễn sao họ tu trong cái giáo pháp của Đức Phật là mình mừng. Đó là người đầu tiên mà Thế Tử chia tay. Mà chúng ta thấy cái đoạn chia tay rất là hay, chúng ta phải học cái này. Một cái dữ liệu thứ hai là cuộc gặp gỡ với vua Tằng Bà Sa La. Có chỗ dịch là Bình Sa Vương đó, Bimbisara đó, thì cũng trong bài kinh này có ghi lại. Khi mà Thái tử bắt đầu đi tiến vào kinh thành Rajagaha, Rajagaha là vương xá thành, có nghĩa là một cái thành mà người ta xây dựng như là những cái nhà cửa giống y như chỗ cho vua ở vậy đó, người ta gọi là vương xá thành, nó đẹp lắm. Mà bây giờ quý thầy mấy cô mà đến cái vùng mà Gaya, Bốt Gaya đó là nơi có núi Linh Thứ rồi của nước Mai Kiệt Đà ngày xưa đó, là chúng ta thấy được năm cái ngọn núi bên cạnh núi Linh Thứ nữa. Cái địa thế nó rất là hiểm trở, nó rất là thuận tiện cho cái việc tu học. Và điều đặc biệt là để củng cố về chính trị, cho nên Mai Kiệt Đà bấy giờ là một trong bốn nước mà đặc biệt là rất là mạnh về chính trị, do vào cái địa lý như vậy. Nếu như bây giờ chúng ta thấy, chúng ta sẽ cảm nhận được cái việc đó. Thì cuộc gặp gỡ này, tại sao mà Thái tử đi vào Vương Xá Thành để khất thực rồi để gặp vua Tằng Bà Sa La? Thì đương nhiên như nãy Tăng Sinh Bổn Tâm có nói rằng là cái nơi nào mà có cái sự phát triển về kinh tế thì chắc chắn nơi đó sẽ có sự phát triển về đời sống tâm linh, văn hóa, tư tưởng. Đó, thì nơi đấy ngay cả cái vùng ngoại ô là đã có cái hai vị thầy lỗi lạc tu rồi. Thì khi Thái tử vào thành á, thì dân chúng người ta quay quanh liền. Thì một người mà dung mạo như Thái tử Siddhartha thì rõ ràng là người ta họ tò mò, người ta quay quanh thôi. Thì vua Tằng Bà Sa La mới hỏi rằng ai ở dưới vậy, dưới đường khất thực vậy. Thì mấy cái vị mà hầu mới báo rằng là đó là Siddhartha, là thái tử của Sakya, đã từ bỏ đời sống gia đình đi xuất gia. Thì vua Tằng Bà Sa La cho mời vào và có một cái sự diện kiến. Như trên cái đoạn kinh chúng ta thấy rằng là khi mà vua Tằng Bà Sa La gặp Thái tử á, là một cái sự kính ngưỡng dân tộc độ liền. Thì vì ngài nói rằng là Siddhartha là một dòng họ của mặt trời, bao đời đã là vua chuyển luân vương. Chuyển luân thánh vương là một vị vua cai trị về đạo đức, có nghĩa là một vị minh vương để mang lại đời sống an ổn cho chúng sanh, cho dân. Cho nên người ta gọi là chuyển luân thánh vương. Vẫn còn những cái vị vua như là Tằng Bà Sa La thì cũng là quân vương thôi, là đại vương thôi, Maharaja thôi, chứ không có thể gọi là chuyển luân thánh vương được. Quý thầy mấy cô để ý ha. Thì với một cái sự mà kính ngưỡng như vậy, bao nhiêu đời đã là chuyển luân thánh vương rồi, thì đời này mà bỏ được cái kinh thành, bỏ được cái đời sống vương giả như vậy đi tu, rõ ràng là ngài rất là kính ngưỡng. Và ngài xin chia ra
một nửa quốc gia để cai trị, để giữ chân là ngài lại. Tại vì cái dòng họ mặt trời mà tài nghệ của họ rất là giỏi. Đó. Thì Thái tử Tất Đạt Đa từ chối. Mà các vị biết Tằng Bà Sa La là một vị quốc vương thuộc dòng họ Minh Nguyệt, là dòng họ mặt trăng. Cái dòng họ mặt trời mặt trăng này nó thuộc về cái truyền thuyết của Ấn Độ mà chúng ta cũng anh em là tham khảo và tôn trọng thôi. Chúng ta để thấy được này, thấy được cái sự từ chối của Thái tử Tất Đạt Đa trước sự đề nghị của Tằng Bà Sa La. Khi giao nửa đất nước ngài không chịu, mà Tằng Bà Sa La nói rằng là nếu như một nửa đất nước mà ngài chê á, ngài không chịu thì tôi giao luôn quyền bính luôn, là tứ binh luôn. Tứ binh ở đây là cái gì biết không? Sa nè, bộ binh, kỵ binh, đúng không? Cái gì nữa? Thủy binh là gì đó phải không? Đó. Tượng binh. Thì đây là cái hả? Gì con? Tâm Hòa. Dạ, tượng binh. Đó, tượng binh giỏi. Cảm ơn con. Thái tử nói thế này: ta nay sở dĩ từ biệt cha mẹ, cào bỏ râu tóc, xả bỏ quốc gia vì muốn đoạn trừ các khổ. Đó. Khi mà đã gặp với cái sự mà tài danh mà đỉnh cao như vậy mà Thái tử từ chối bằng cách nói như thế này. Đây là cái cách mà chúng ta phải học và chúng ta ghi nhớ để khi mà chúng ta gặp những cái việc như vậy mà chúng ta biết cách mà chúng ta tránh né, chứ không thôi thì chúng ta cũng bị dính. Từ bỏ quốc gia, muốn đoạn trừ các khổ, nó điều kiên quyết của người xuất gia của chúng ta. Sanh lão bệnh tử, không phải cần tìm niềm vui ngũ dục ở thế gian như là một đám lửa dữ thiêu đốt chúng sanh, khiến cho họ không thể giải thoát. Đó. Tôi đến đây là vì để tìm hai cái vị tiên nhân, là hai vị đạo sư Alara Kalama và Uddara Dharmaputta, để tìm cầu cái sự giải thoát tối thượng. Khi nãy là Bhagava nói là tu khổ hạnh để sanh thiên, ngài từ chối. Bây giờ cái phước thế gian làm vua cũng từ chối, nấm hết mà về binh nghiệp cũng từ chối, chỉ cầu cái đạo giải thoát thôi. Chúng ta liên hệ với cuộc đời tu học của mình đó nha. Cho nên có một câu hỏi liên quan đến những cái vấn đề này, có sự suy ngẫm của các vị. Tôi sẽ không tiện ở đây lâu, nhưng nói những lời xong thì Thái tử đứng dậy và từ biệt vua đi. Đó. Đây là một cái cách mà chúng ta thấy rằng cái ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực thùy, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng là danh nhân đó, làm tập đoàn lớn bỏ đi tu đó. Thực là ăn, ham ăn, ham ăn không ngủ, thùy là ngủ ha. Chúng ta mà mắc kẹt trong đó là rõ ràng là chúng ta không có tu được. Tôi nói những điều này là chúng ta cùng sách tấn với nhau, chứ cái ngũ dục này thì rõ ràng nó vây bắt chúng ta bất cứ lúc nào. Mình không dính nhiều thì dính ít, đúng không? Thầy trò huynh đệ mình là dính, chụp dính hết và tỉnh thức. Như trong Pháp Cú nói là đệ tử Gautama tỉnh thức ngày và đêm đó. Này. Thì đó là một cái sự từ chối trước sự lời mời nồng hậu của Tằng Bà Sa La. Tiếp theo là Thái tử tiếp tục tìm hai vị đạo sư lỗi lạc thời bấy giờ trong thành, trong ở ngoài ô thôi, ngoài thành vương xá. Đó là hai vị đạo sư. Thì đây là lời của gọi là sa môn nhà khổ hạnh rồi đó, nhà tu Siddhartha đó. Ngài kể rằng là với đạo sư Alara Kalama. Cái này cô Thiên Hạnh đọc dùm cái đoạn này dùm thầy đi. Thiên Hạnh nghe không? Dạ mô Phật, dạ. Con thật thượng tọa con xin đọc ạ. Dạ mô Phật. Con thật học đạo với hai vị đạo sư Alara Kalama và Uddharmaputta như Đức Phật kể lại lời của Alara Kalama thật là ích kỷ cho chúng ta,
Phật là an lạc cho chúng ta khi có được tôn giả này làm vị đồng phạm hạnh của chúng ta. Giáo pháp này ta đã chứng đắc, tôn giả cũng đã chứng đắc như ta như thế nào, tôn giả cũng vậy, tôn giả như thế nào ta cũng như vậy. Này tôn giả, chúng ta hãy cùng hướng dẫn hội chúng đệ tử này như vậy. Vị đạo sư này đã xem ta như người đồng đẳng và rất tôn trọng ta, xong ta suy nghĩ giáo pháp này không đưa đến điểm ly ham đoạn. Dạ mô Phật, ly ham đoạn diệt, an tịnh thẳng trí, giác ngộ niết bàn mà chỉ đưa đến vô sở hữu xứ. Vì thế ta chán ngán không muốn chấp nhận giáo không muốn chấp nhận giáo. Dạ con không thấy cái đoạn dưới. Dạ mô Phật thượng tọa. Sao vậy? Cái màn hình của con nó bị che mất tiêu cái đoạn dưới vậy. Rồi. Xin cảm ơn. Dạ mô Phật thượng tọa quan hỷ cho con ạ. Xin cảm ơn Liên Hạnh, Thiên Hạnh nha. Cái đoạn này rất là hay. Siddhartha chỉ tu một thời gian ngắn thôi là đã chứng được vô sở hữu xứ. Có nhà tu bằng ông thầy mình rồi, ông thầy mà chứng cái gì là ngài chứng cái đó rồi, thì ông thầy ông mới mời lại là ở lại đây và lãnh đạo đại chúng, hướng dẫn cho chúng đệ tử này như vậy là nó đồng đẳng, quan trọng gọi là ngang hàng với sư phụ rồi đó. Nhưng mà đối với Siddhartha thì nhà tu Siddhartha thì ngài từ chối đó. Các vị thấy không, bắt đầu á là sanh thiên á là ngài cũng không chịu rồi, vì kết quả không có rốt ráo rồi về quyền bính, danh lợi danh vọng cũng từ chối rồi một cái tầng thiền vô sở hữu xứ là một thiền cao, ngài cũng từ chối, và lãnh đạo đại chúng cũng từ chối đó. Thì chúng ta đi tu lớn quá là chỉ dừng lại trụ trì cái chùa nào đó là thôi, xong. Đúng không? Chừng đó là chúng ta dính cứ ngắt. Đây là một cái điều mà tâm sự mà Đức Phật kể lại. Sau khi Ngài chứng ngộ rồi, Ngài kể lại cho đệ tử đó. Và thấy rằng là người thầy luôn luôn trân quý đệ tử xuất sắc của mình. Chứ không phải rằng là nhiều cái chỗ nguồn sử nói rằng là cuộc đời ta không thể bị đánh đổi, bị hấp dẫn bởi những cái quả vị như thế này, hoặc là những cái chức tước như là lãnh hội chúng rồi đó, thì ngài từ bỏ ra đi thì không đúng, tại vì ngài luôn trân quý cái tình của ông thầy Alara Kalama, đúng không? Khi chúng ta đọc sử chúng ta phải tỉnh thức. Tiếp theo là một vị thầy khác là Uddaka Ramaputta. Đó. Thì ngài biết rằng đây không phải là cái đích giải thoát rồi, thì từ giả ông thầy đầu tiên là Alara Kalama và đến hợp đạo một ngày thứ hai cũng trong cái thành vương xá đó, ngồi ô đó, Ramaputta, một vị này thì chứng đắc một cái tầng thiền cao hơn là phi tưởng xứ định đó. Trong một thời gian ngắn thôi là ngài tu rất là xuất sắc, tại vì cái sự thao thức, cái căn tánh của ngài thì đạo học đạo rất là nhanh. Đó. Vị đạo sư này thì nhìn thấy đệ tử mình có khả năng tu tập cao hơn thầy, xong lại từ chối. Chính Siddhartha đã từ chối cái lời đề nghị hấp dẫn là cũng là lãnh hội độc nhất của hội chúng. Đó. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đá cũng từ chối và từ biệt mà tiếp tục đi tìm đạo. Tôi đọc lấy cái đoạn mà một mình một bóng ra đi á, không còn ai đi học đạo nữa. Trời, tôi thấy mình cảm động lắm. Mà nếu như mình mà bơ vơ mà đi học đạo mình như vậy chắc mình chết chắc. Đúng không? Cỡ mình đã trẻ cho như mình giờ bước ra là không có ai đương tự là chết chắc. Mà rõ ràng rằng với một thái tử, một vương tử như vậy đi ra tìm đạo như vậy là điều chúng ta mình thấy rằng là cái nỗ lực tu tập của ngài rất là vĩ đại. Có một cái yếu tố nữa này,
là ngài á có một cái thái độ gọi là chán, đúng là chán thiệt, vì ông thầy này ông nổ quá, ông Ramaputta này ông quá là nổ luôn, cho nên mai mốt mình làm thầy mà đừng có nổ đệ tử nó chán. À, ông này thì ông nổ về trong trong bộ kinh đó 26 và 36 thì có ghi lại những cái kinh nghiệm tu của đạo sư Uttaka Ramaputta. Ví dụ như ông nói là ta là bậc minh trí, nhưng mà theo lời Đức Phật nói là ông này không phải là bậc minh trí. Đó là một cái nổ. Ta chiến thắng tất cả, thì rõ ràng rằng là Đức Phật nói là ông này ông cũng chưa thắng chiến thắng tất cả mà ông nổ như vậy. Ta là người đào lên tất cả các khổ căn, nhưng mà thực sự ông là chưa đào lên tất cả các khổ căn đó. Như đây thì những cái lời gọi là hoa mỹ và tự sướng của ông sư phụ, mà chính vì đó làm cho đệ tử không hài lòng, và Siddhartha tiếp tục đi tìm đạo nữa, thì ngài mới lại chọn một cái phương pháp tu khác, đó là tu khổ hạnh. Thì hồi nãy như bạn Hương có nói đó, là vì cái việc tìm đạo học đạo hay ông sư này á, thì trong nguồn sử để lại thì khoảng thời gian hơn 6 tháng đến 1 năm là ngài đã theo học và chứng đắc được những gì của hai vị thầy đã chứng đắc. Có nghĩa là năm đầu tiên là coi như là đã tiêu phí hết rồi đó, bắt đầu còn 5 năm nữa thì đây là thời gian tu khổ hạnh này. Thái tử bắt đầu đi về hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam phải đi về cái hướng mà U Lao Tằng Loa đó, Uruvela đó, thì nơi đây có một khu rừng rất là đẹp. Hồi xưa như An Trí rồi đi Phật Tích rồi đó. Tới khổ hạnh Lâm chưa An Trí? Không, qua đó đi ngược về thôi, làm ở Lâm Bình đi tu lâu hơn. Trong này có ai tới khổ hạnh Lâm chưa? Mấy thầy mấy cô có nhân duyên chưa? Dạ, quý thầy phước báu nào bạch với các thọ thường tọa. Dạ, bây giờ chưa tới thì hôm sau thì chúng ta gặp ở trong kinh ha. Bây giờ mà chúng ta tới đó thật sự là mới tới là thấy đã cảm giác được là khổ hạnh Lâm rồi, là một cái rừng khổ hạnh đó. Nó hoang vắng mà nó nhiều cái đồi đá không vậy đó, cây cấu mọc không nổi, mà những con đường mà bụi bặm, mà chúng tôi đến thường thường đến vào những cái của mùa thu và mùa đông, nhìn thấy mình thấy không là muốn đã mệt rồi, huống hồ chi mà sống ở đây. Thì hiện bây giờ chỗ khổ hạnh Lâm có một cái nơi để ghi lại cái chỗ là Đức Phật ngày xưa tu khổ hạnh ở đó, ở hang đá thì có những nhà sư Tây Tạng tu ở đó, mà thấy vất vả lắm. Nó thiệt là khi chúng tôi đi vô cái hang cửa của khổ hạnh Lâm đó, mà hồi đó tôi 90 kg, khi đi vô mà đảnh lễ cái xác thân của ngài, đúng cái ngày mà để mà ốm mà tiều tụy á, trong lúc ngài tu khổ hạnh đó, cái tôi bước ra cửa hang mà mình bước ra mà nó còn chặt cái cửa hang đó, cái mà thấy mình hổ thẹn, trời, mình thấy mình hổ thẹn lắm. Mình tu cái gì mà thân tứ đại còn ngài nó còng kềnh như vậy, mà ngài tu mà xương da bọc xương không thôi. Cái tự nhiên mình về mình có thao thức miết, giảm ký miết, giờ còn có 80. Nó cũng là một cái sự thao thức đó, nó là thầy nói có thật đó nghe, về dị lắm, dị ồm mà đó. Ở trong cái đoạn kinh Trung Bộ này, quý thầy mấy cô thấy rằng là một khu đất tươi đẹp với khu rừng khả ái. Cái khả ái đây là cái cách mà ngài dùng để nói lại sau này thôi. Cái nào là mình chọn thì nào là mình thích, chứ thật sự thì khổ hạnh Lâm mà sao khả ái được. Cho nên chúng ta thấy được rằng là nhiều khi chúng ta phải nên tự khuyến khích mình dùng những cái từ như vậy để mà chúng ta thấy rằng là cũng là cái có động lực, đúng không? Chứ khu rừng đó là mình bỏ chạy chứ khả ái cái gì. Một câu hỏi đặt ra, tại sao thời bấy giờ nhiều người thích tu khổ hạnh như vậy? Trong cái bốn loại tìm cầu đó, nhóm Upanishad, duy vật, nhóm khổ hạnh,
là có nhóm khắc sĩ Bà La Môn đó, khắc sĩ Sa Môn đó, thì trong đó khổ hạnh cũng là một cái nhóm mà hấp dẫn rất là nhiều người. À, tại sao như vậy? Khi mà chúng ta đọc trong kinh Bồ Đề Vương Tử, Đồng Quang nghe có ý kiến hả con? A Di Đà Phật, mời Đồng Quang. Dạ, theo con suy nghĩ là do là cái hệ tư tưởng Sa Môn thoát ly khỏi cái những giáo điều của tôn giáo Bà La Môn đưa đến, mà tôn giáo Bà La Môn cho rằng là mọi chuyện đều đã được sắp xếp bởi các vị thần. Như vậy vấn đề tu khổ hạnh đây là chứng minh là nguồn gốc của giải thoát và nguồn gốc của sự vượt lên chính bản thân mình. Như vậy là mới ép là lấy mình là lấy cá nhân làm ví dụ để mình vượt thoát khỏi sự kiểm soát của các vị thần. Xin cảm ơn thầy Đồng Quang. Thầy Đồng Quang cũng đề ra là một ý kiến, nhưng mà đúng là được 50% của cái vấn đề là mình phải tự tô ép sát để mà mình đạt lấy cái giải thoát bằng cái sự tiết dục của mình. Đó cũng là cái cách để người ta chọn tu. Mời Bổn Tâm. Rồi, dùng cái từ này hay, cái mốt đó, đúng là có phong trào đó. Cảm ơn Bổn Tâm. Hàng Giới nào bên đây mới xuất hiện không? Mời Hàng Giới nè. Hàng Giới Hương Tuệ, mời Hàng Giới trước. Tại sao người ta hay chọn khổ hạnh? Ngoài cái việc đồng ý với thầy Bổn Tâm ra thì theo như con được đọc sách thấy là theo cái quan điểm của ngày xưa thì người ta cho rằng là mọi khổ đau là đều do nhu cầu ham muốn của thể xác, vì thế mà các vị đấy nghĩ là khi mà ép xác tu hành khổ hành như thế thì sẽ tiết chế được những cái mong muốn của thân, như thế nó sẽ dẫn đến sự an lạc của tâm. Đấy là suy nghĩ của đấy ạ. Rồi, xin cảm ơn sinh viên Hoàng Giới. Mời Hương Tuệ có bổ sung gì không? Dạ, mô Phật, con xin bổ sung là trong cái pháp tu khổ hạnh thì là mục đích là để chế ngự cái tâm tư thì thực sự con cũng có trải qua là khi mà mình mà mệt lạ rồi thì mình cái đầu mình nó không có suy nghĩ gì hết, chỉ biết thở thôi, không có nghĩ gì khác ngoài thở. Nên con cái kinh nghiệm nghĩ là các vị tu như thế là để cái tâm nó không có vọng tưởng và mình chỉ có biết thở, chú tâm vào một cái nó dễ ạ. Dạ con xin hết. Khi mà mình bớt cái sự sung túc, sung mãn về cái tứ đại này đi thì mình bớt dục lại, mình bớt ham muốn lại, bớt tìm cào lại, đúng không? Nhưng thấy con gầy gầy á. Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Cảm ơn Hương Tuệ. Liên Thông bổ sung gì không con? Xin thưa thầy là nói tu khổ hạnh nó cũng bắt nguồn từ một cái quan niệm của họ là có một cái linh hồn trường cũ, thì họ quan niệm là để đạt được đến phát triển cái đỉnh cao của cái linh hồn đó thì họ tu khổ hạnh theo cái sau này đó là nền tảng của tư tưởng mà Đức Phật Gautama gọi là thiền kiến. Thầy. Yeah. Xin cảm ơn Liên Thông. Minh Hường có bổ sung gì cho các bạn nữa không? Minh Hường là một ý kiến cuối cùng nha. Dạ mô Phật Bình, tại là lúc này họ chú trương là thân hành nghiệp, họ cao là nghiệp, mọi thần mọi nghiệp là đều bắt nguồn từ thân, nên họ với muốn hết nghiệp thì họ cũng phải bắt nguồn từ thân để họ chấp xuất để chứng được. Rồi, xin cảm ơn các bạn sinh viên. Những ý kiến khác mình xin chờ những lần sau thầy sẽ hỏi thêm nha. Đồng Quang, Bổn Tâm, Hoàng Giới, Hương Tuệ, Liên Thông, Minh Hưởng ha. Các bạn trả lời đều đúng hết. Thứ nhất là nó cũng là cái mốt như Bổn Tâm nói đó, cái phong trào rồi.
Nhưng mà chính Đức Phật cũng thừa nhận trong kinh Bồ Đề Vương Tử, ngài nói rằng là khi mà ngài chưa giác ngộ, còn là một vị Bồ Tát á, ngài nghĩ là lạc được chứng đắc không phải do lạc, mà lạc được chứng đắc phải do khổ. Đó là cũng là cái cách của Hương Tuệ nói đó. À, phải khổ như vậy, phải dằn vặt, phải tiết dục như vậy, tiết chế cái ham muốn như vậy để mà mình đạt được cái lạc. Dĩ nhiên là cái đó là sau này Đức Phật phủ định rồi, đúng không? Là phải đi trung đạo, bỏ cực hay cực đoan. Nhưng mà cái nhận định của Đức Phật trong kinh Bồ Đề Vương Tử này, như ngài nói, ta nghĩ như sau: lạc được chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc là do khổ. Thì đây cũng là một cái tư tưởng là cũng mốt thời bây giờ, phải tu hành khổ hạnh mới chứng đắc được cái lạc, cái giải thoát đó. Cũng do cái tư tưởng và khổ hạnh thời bây giờ ha. Rồi chúng ta qua đoạn tiếp theo. Minh thưởng này 0207. Nhà khổ hạnh Siddhartha lần đầu ở rừng. Đây chúng ta thấy rằng khi mà Siddhartha đi tu á, ngày sống nó cực như thế nào. Bây giờ mình tu mình cũng cực lắm chứ không phải là không đâu. Thật sự huynh đệ mình không ai sướng đâu. Tôi đọc cái đoạn này mà tôi cảm xúc lắm. Mời cô Liên Thông đọc cái đoạn này. Nhà khổ hạnh Siddhartha lần đầu ở rừng, sự khuẩn hiu của rừng già quả thật khó chịu đựng, thật khó tìm an lạc trong đời độc cư. Ban đêm khi ta ở lại những nơi đáng khiếp đảm kia, chỉ một con vật đi ngang qua, hay một con công làm gãy cành cây, hoặc gió thổi xào xạc giữa đám lá, ta cũng đầy kinh hoàng hốt hoảng. Như ngài kể cho Bà La Môn, Yasusuni sau này phải cần nhiều thời gian ngài mới có thể khắc phục được nỗi sợ hãi kia bằng tinh thần tự chủ. Cảm ơn. Xin cảm ơn đi xin Liên Thông. Thầy nhắc lại cái đoạn này. Sự quạnh hiu của khu rừng già quả thật khó chịu, sự khó tìm an lạc trong đời độc cư. Ban đêm khi ta ở lại những nơi đáng khiếp đảm kia, thì chỉ có một con vật đi ngang qua, hay một con công làm gãy cành, hoặc là gió thổi xào xạc giữa đám lá, ta cũng đầy kinh hoàng hốt hoảng. Các vị đọc cái đoạn kinh này, chúng ta thấy cái đoạn kể này, chúng ta thấy cảm động không? Cảm động không? Dạ, chân thực ạ. Đúng, cảm động. Các vị phải cảm động mới được, để mới thấy được rằng mình xưa mình đi tu cũng vậy. Nghĩ sao một thái tử mà sống trong rừng vậy đó, mà mình cảm nhận được chứ, đúng không? Một cái tiếng lá xào xạc là mình cũng sợ. Bây giờ như tôi ngủ một mình mà tôi nghe cái tiếng rột rạc ở ngoài tôi sợ lắm. Sợ rồi quýu rồi niệm Quan Âm rồi vậy đó. Rồi những con công mà nó bay mà là gãy cành á. Vì các vị hình dung là công ở Ấn Độ nhiều lắm, bây giờ cũng vậy. Chúng tôi ở trong ký túc xá quốc tế là công nó đi như gà vậy đó. Nó kêu ác như gà vậy đó, nhiều lắm. Thì chúng tôi cảm nhận được cái đời sống mà đi tu nó cô độc. Khi chúng tôi mới làm điệu, sư phụ bắt lên ở trên cái chánh điện. Mình không phải bắt mà sư mình xin lên. Vì thế thì nó vắng. Ở trên cái lầu trống mà chánh điện lớn lắm. Mà ở quê mà ở Quảng Nam các vị biết rồi. Tối 8 giờ nó hiu quạnh lắm. Tôi ở trên đó mà chẳng có ai nói gì hết. Thì hơn một năm sau á, thì mấy huynh đệ ở dưới khu nhà chốn mới nói rằng sao ông dạng dữ vậy. Ngay cửa sổ ông ở ngày xưa là cây lục năm thìn nhá, là lục lớn ở miền Trung của chúng tôi đó. Chẳng có đứa bé nó trôi cái nó mắc ngay cửa sổ đó, ngay cái đầu giường mình luôn, là mình nghe mình đã ớn rồi. Rồi ông bồi thêm câu chuyện nữa, cái cây mặn á, cái hằng mặn mà cách cái cửa phòng lầu trống á, chỗ ông ở 3 mét á, là có một cái đứa học sinh nó dặn ba mẹ nó vô nó treo cổ nó chết ở đó. Trời đất ơi, mà đúng thiệt hầu mình mới đi tu mà mình ở trong một cái chánh điện á, là mình còn sợ vậy đó, mà huống hồ gì ở trong rừng, đúng không? Nghe cảm động lắm. Thật sự là khó khăn cho chúng ta khi sống một đời sống gia đình, từ bỏ cha mẹ rồi chúng ta vô ở với thầy tổ trong chùa, ở với những người xa lạ, khó lắm. Dĩ nhiên sau này là huynh đệ thầy tổ mình rồi, nhưng rõ ban đầu là rất là cực. Khi tôi ở ký túc xá quốc tế thì chỉ dành cho những thạc sĩ với tiến sĩ thôi.
có một cái sinh viên người Mông Cổ nấu cơm á, thì có cái phòng bếp là phòng chung, tự nấu xuống nấu được. Thì tôi qua tôi lấy nước thôi, tôi thấy bạn sinh viên nó học mà MA thì cũng trẻ lắm. Tôi thấy nó vo gạo xong cái thì nó lấy cái ngón tay này nó chọt xuống dưới cái nồi á, khi đổ nước cho nấu á, thì em phải đo hai lóng này đúng không? Mấy thầy mấy cô có hay làm vậy không? Mình nấu cơm á, mình hay mình để mình đo nước á. Có. Thì mình thấy mình mắc cười. Mới đầu mình mắc cười lắm. Mình cũng thị uy mà mình cũng mình ma cũ mà hiếp ma mới mà. Mình nói ê, có phải mới tới không? Nó sợ, nó nhìn mình sợ thiệt. Nói mới tới. Mình hỏi sinh viên học cái gì, nó học MA. Rồi quản trị kinh doanh đó. Các vị biết là mình hỏi ủa chứ hồi xưa học BA, học cử nhân học ở đâu? Mới nói học ở trong nước, rồi ở với cha mẹ. Thì mình mới thấy rằng là ở với cha mẹ cái gì cũng cha mẹ lo hết. Khi đi ra thì phải nói, cỡ như mình nấu cơm thì cần gì phải đo nữa. Tôi nấu xịn lắm. Trên tối về tôi có viết một cái bài. Thì ra là những người mẹ trên thế gian này đều yêu thương con, đều dạy con, và những cái việc nhỏ nhất như là việc nấu cơm phải dùng cái ngón tay phải đo hai lóng nước như vậy để nấu. Đó. Thì tôi có cảm nhận được là một em sinh viên trẻ như vậy đời lần đầu tiên sống xa gia đình. Đó. Kể câu chuyện để mấy thầy mấy cô thấy rằng là những cái năm tháng mình tu như thế này cực lắm. Mai mốt mà gặp nhau đại quý. Hôm trước đọc có thông báo là ngày 6 là chúng tôi được dạy các vị đó, nếu như mà đi vào ký túc xá đúng hẹn đó. Thì tôi cũng nghĩ bữa đó thì bữa cuối cùng rồi, mình học xong rồi mình chia tay chắc cũng hạnh phúc lắm, vì dù sao chúng ta cũng gặp nhau ở ngoài. À, nhưng mà việc nó chưa tới thì thôi, thì phải đành hẹn ha. À, đây là một lời kể của Đức Phật khi mà ngài kể lại cho một vị sa môn Yasodhani đó. Mời thầy Minh Tâm đọc cái đoạn này cho nên để chúng nghe. Minh Tâm nghe không? Đúng Phật. À, Minh Tâm có hai Minh Tâm đúng không? Minh Tâm 147, 106. Mời Minh Tâm 147 đi. 174. Con đánh lộn. À, 174. Dạ, môn Phật con xin đọc. Vì ta ăn quá ít mỗi ngày nên cơ thể ta trở nên hết sức gầy yếu. Tay chân ta như các lính xe cô đầy phúc hiểu. Hai bàn cọ của ta trở thành giống như móng trâu xương sống với cốt tủy. Lòi ra trong giống chuỗi hạt, xương sườn ta lộ rõ như đuôi cột của ngôi nhà đổ nát. Đồng tử của ta nằm sâu trong hố mắt thâm thẳm long lanh, giống như ánh nước long lanh từ dưới giếng sâu. Da đầu ta khô héo nhăn nheo như trái mướp đắng được các đêm phê nắng khô héo nhăn nheo. Xin cảm ơn thầy Minh Tâm. Minh Tâm ở nhà có đi cúng không con? Đúng rồi con. Giọng có giọng kinh sư nha. Như Phật cảm ơn thầy. Các vị thấy cái đoạn này thì ở trong chúng mà lỡ như mà ăn uống mà nó thiếu túng thiếu thì chúng ta cũng đừng có cằn nhằn, cũng đừng có than phiền nha. Chúng ta thấy cái quá trình tìm đạo của ngài rất là cực. Vì ăn quá ít cho nên á thân thể gầy yếu. Mà chân ta như mà các lóng tre nó khô đầy á, khúc khỉu. Tụi trong kinh này mô tả mình thấy mình sợ, mình nghe mình bắt đầu mình không hình dung được. Hai cái bàn tọa của mình giống như là móng trâu, xương sống thì nó lồi ra như vậy, giống như chuỗi hạt vậy đó. Ai cũng biết chuỗi hạt rồi. Xương sườn thì lộ ra như là ruồi cột là đổ nát. Nhưng mà điều đặc biệt mấy thầy mấy cô phải nhận diện trong cái đoạn kinh này, đồng tử của ta nằm sâu trong hố mắt thâm thẳm và long lanh
giống như ánh nước long lanh dưới giếng sâu. Cái điều hay chỗ này là long, cái đồng tử á, mà vẫn long lanh. Cỡ như mình mà đói vài bữa là con mắt nó khờ, nó khờ đăng chứ không có chuyện long lanh đâu. À, nhưng mà đây là một cái thần thái của vị tiên nhân á, trong kinh vẫn ghi lại đó. Mặc dù là ốm gầy mòn như vậy nhưng mà vẫn giữ được cái thần thái của vị tiên nhân. Thì có những cái đoạn kinh khác người ta nói rằng trong quá trình tu khổ hạnh như vậy thì chư thiên vẫn rốt cam lồ vào trong lỗ chân lông của ngài để cho ngài có thể sống được. Đó là một cái việc mà chúng ta thấy rằng là cuộc đời hành đi tu học đạo của ngài đều có sự ủng hộ của chư thiên. Đó. Cái việc khổ hạnh như thế này các vị biết rằng là hình dung của da đầu mà nhân nheo cho trái mướp. Hồi xưa chúng tôi hay dùng cái trái mướp mình để mướp già để mà rửa chén đó. Ở chùa phải như vậy, tận dụng hết. Đôi khi các vị biết á, nếu như mà ăn không hết, không tiêu á, thật ra ăn hạt mè thôi, chỉ vài trái âm la thôi. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài rồi phân rồi đó, mà còn lại á, ăn lại. Này trong kinh nói nha, chứ không phải là mình nghĩ ra đâu. Tu khổ hạnh như vậy. Rồi ngài nhận ra rằng đây là một phương pháp sai lầm. Có đoạn kinh này trong Trung Bộ Kinh hay mấy thầy mấy cô lưu và mai mốt mà chúng ta có dẫn chứng thì có nguồn. Chúng ta không nói không được. Lên đại học rồi không thể nói người ta nói rằng cổ đức nói vậy là không được. Kinh nào ra kinh đó, ý nào phải có dẫn chứng, phải có nguồn. Thì cái việc tu hành này năm anh em Kỳ Trần Như cũng bị hấp dẫn và cũng tham gia. Ngay từ đầu họ chỉ là đi tu theo để mà làm thị giả và hộ vệ thôi. Nhưng mà quá hấp dẫn đi và họ rất là họ không nghi ngờ gì và Thái tử Tất Đạt Đa sẽ là người chứng đạo. Theo cái quan điểm của họ là như vậy. Và ngài trở thành tu cái gì cũng nhất hết á. Đệ nhất về khổ hạnh, đệ nhất về bằng uế, đệ nhất về yểm ly và đệ nhất về độc cư thiền định. Tu cả đó đó, chúng ta thì không biết đệ gì, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ gì, chắc đệ ngũ quá. Như vậy đó, chúng ta thấy á, đây là chúng ta đều phải suy tư ha. Cái tượng đây là cái tượng rất là phổ biến mà chúng ta thấy trên hình ảnh phương tiện đại chúng trong media đó, thì mô tả rất là sinh động. Khi trong suốt là gần 5 năm tu khổ hạnh của ngài, ngài sẽ đánh đổi như vậy, xém mất mạng. Như vậy rõ ràng là sau khi ngài kể như vậy, thì chính Thái tử Tất Đạt Đa, nhà tu Siddhartha, vẫn có một cái sự sai lầm trong phương pháp luận, trong cái phương pháp tu hành của mình. Rồi ngài bắt đầu từ bỏ phương pháp tu này. Cái đoạn này chúng ta xem thêm để thấy được rằng là cái việc khổ hạnh của ngài tới đâu. Nếu ta sờ da bụng á thì đụng nằm xương sống. Chúng ta hình dung mà bây giờ mình có hít lại cái tập yoga cỡ nào thì không bao giờ da bụng mà đụng xương sống được. Mà nếu ta muốn đi đại tiện hay tiểu tiện á thì phải úp mặt xuống đất. Nói mấy thầy mấy cô thấy ngài nỗ lực ghê không? Nếu ta chà sát tay chân thì đám lông hư mục rụng xuống trong tay ta. Đó. Cái nỗ lực người dành đó đúng là đệ nhất về khổ hạnh. Thì ngay sau đó, ngài nhận ra rằng bằng phương pháp này, theo đạo lộ này, với khổ hạnh khắc nghiệt này, ta đã không chứng đắc tối thượng cứu cánh của nỗ lực trường phu. Đó là tri kiến thù thắng của Bậc Thánh. Tại sao là không? Đó là vì ta đã không đạt được trí tuệ Hành Nhà, là pháp cao thượng có khả năng hướng dẫn người thực hành đoạn tận khổ đau. Đó là giải thoát luân hồi sinh tử đó. Cái này Trung Bộ Kinh 12.56. Rồi ngài tiếp tục. Bất cứ Sa môn Bà La Môn nào từng có cảm thọ đau đớn, khốc liệt, khủng khiếp cũng không thể vượt qua khổ thọ này của ta. Đúng không? Ngài là đệ nhất rồi. Và thời bây giờ là không ai qua ngài nữa, mình nỗ lực nó rất là vượt trội.
Tuy thế, với khổ hạnh vô cùng khắc nghiệt này, ta vẫn không đạt được tối thượng cứu cánh của nỗ lực trượng phu. Đó là tri kiến thù thắng trí tuệ của Bậc Thánh. À, vì vậy, vậy có thể có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ hay chăng? Đó, Ngài bắt đầu đã thay đổi quan điểm, sửa sai của mình. À, như vậy với một quan điểm về Đức Phật lịch sử, Ngài vẫn là người bình thường đi tìm đạo, tu đạo, Ngài vẫn có những cái sai lầm. Rồi Ngài sửa những cái sai lầm đó. Cho nên Đức Phật hay dạy chúng ta trong kinh đó, không sợ vô minh, nhưng mà chỉ sợ giấc ngủ chậm thôi. À, mai mốt vô ký túc xá ở rồi, về kể lại cho đệ tử mình sinh viên khóa sau hồi xưa ở cực lắm. Mà mình kể chứ, hàng ngày phải đi nhổ cỏ rồi mình làm chấp tác ha. Đó là những kinh nghiệm tu tập. Thì với một cái sự sai lầm như vậy, Ngài nhận ra cái phương pháp tu tập và Ngài tiếp tục chọn lấy phương pháp gọi là thiền định và cái kinh nghiệm khi 8 tuổi theo vua cha làm cái lễ hạ điện. Đó, Ngài ngồi dưới gốc cây Appa. Thì với cái trạng thái như vậy, Ngài đã chứng sơ thiền lúc 8 tuổi thôi. Ngài đã chứng được cái một cái trạng thái mà gọi là thiền định, là có tầm tứ hỷ lạc. Mà cách quán tưởng này Ngài nghĩ rằng là có thể đưa đến một con cái đạo lộ giác ngộ. Và cộng với cái kinh nghiệm tu tập với hai vị đạo sư Alara Kalama và Uddaka Ramaputta, thì Ngài bắt đầu chọn lấy một cái nơi gọi là cội Bồ Đề. Hồi đó là chưa phải cội Bồ Đề. Khi Ngài chứng ngộ rồi, Ngài chứng đắc rồi, thì cái cội cây mà Ngài ngồi mới gọi là cội Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ đó. Thì Ngài suốt 49 ngày thiền định, Ngài đã chứng ngộ giải thoát. Và từ đó chúng ta mới thấy rằng đạo Phật ra đời. Cái này chúng ta nói ngắn ha, để chúng ta chừa vào, chúng ta đừng có đi qua quá nhiều về dữ liệu về lịch sử, thì chúng ta bỏ quên cái tư tưởng. Cái việc mà chứng đạo quá trình như thế nào trong 7 tuần thế này thì đừng, quý thầy với cô xem thêm trong sách, vì trong sách có sẵn rồi, tôi không nói thêm vì nói nó bị dư. Mình có nói chỉ nói cũng đâu bằng trong sách, đúng không? Đó. Như vậy thì cái sự kế thừa trong cái việc tu tập giữa hai vị sư lỗ lạc ở Ma Kiệt Đà là một cái điều đầu tiên quyết mà Ngài chọn lấy con đường hướng thiền định để Ngài tu và chứng ngộ giải thoát. Cho nên nó có những cái đoạn mà luật sử ghi lại là Đức Phật chê người thầy của mình đó là không có đúng. Tại vì đạo Phật là đạo tình nghĩa, bằng chứng là sau khi chứng đạo, Ngài quán chiếu rằng là ai là người mà Ngài độ trước. Thì hai người thầy Alama Kalara và Uddaka Ramaputta là Đức Phật nghĩ đầu tiên. Và hai người thầy đó Ngài quán chiếu thấy là họ đã chết cách đó một tháng rồi. Thì Ngài nghĩ tiếp theo là năm anh em, năm người bạn cùng tu với mình đang ở vườn Lộc Uyển. Đó. Là Ngài về Ngài độ xong năm anh em, độ được nhiều bậc danh nhân ở đó rồi, những nhà phú kiệt ở đó rồi, thì Ngài tiếp tục quay về Vương Xá Thành độ vua Tằng Bà Sa La, như là hứa là Tằng Bà Sa La nói rằng là thôi thì Ngài quyết đi tìm đạo, thì khi tìm đạo được về nhớ độ ta trước, thì giữ lời hứa đó, Đức Phật quay về độ vua Tằng Bà Sa La ở mùa hạ thứ hai. Đó, để chúng ta thấy rằng là đạo Phật là đạo của tình nghĩa, đạo của tình huynh đệ, đạo của tình pháp lữ, chứ không phải là chúng ta đi tu là chúng ta vứt bỏ hết các áo từ tha, chúng ta bỏ hết là không có đúng. Chúng ta phải ghi nhớ lại những người thầy của mình, những bậc thiền tri thức trong cuộc đời của mình mà để chúng ta báo đáp. Thì đó là cái phần chứng đạo. Rồi chúng ta có một câu hỏi, một cái chủ đề để chúng ta ôn tập. Bây giờ chúng ta còn 20 phút nữa thì chúng ta làm việc cái chủ đề này một cách trọng tâm cho có cái nội dung để mình ôn tập ha. Do rằng là cái môn Phật học Thái Luận này chia làm 3 phần: Phật, Pháp và Tăng. Thì vừa rồi thi giữa kỳ này các vị đã làm phần Pháp rồi đúng không? Thì cuối kỳ chúng ta sẽ thi cái phần
Phật và Tăng. Thì hôm nay chúng ta có một cái chủ đề ôn tập là ý nghĩa của sự xuất gia tìm đạo của Đức Phật. Hồi nãy giờ các vị có cảm nhận được ý nghĩa đó không? Có phải không? Có. Thứ dành dự nha. Mai mốt làm bài thi không được, kỳ lắm á. Trở lại vấn đề hồi nãy vài vị đã nói. Tại sao mà mình tu mà không có đạt được cái quả vị cao thượng như vậy, mà sau Thái tử Tất Đạt Đa, Đức Phật đi tu cũng chỉ có 6 năm thôi là ngài đạt được cái sự giác ngộ cao quý như vậy. Thì có nhiều vị đã đưa ra cái lý do. Thì cái lý do mà rốt ráo nhất, ý nghĩa nhất, quan trọng nhất là cái lý do trong Kinh Thánh Cầu số 26. Các vị nhìn lên màn hình. Cái kinh này chúng ta có thể dẫn chứng này trong cái bài làm của mình. Thế nào là phi thánh cầu? Thầy Minh Thành đọc giùm thầy cái. Minh Thành nghe không? Minh Thành ba số cuối 139. Tôi xin đọc. Thì Kinh Thánh Cầu 26 trung bộ kinh. Thế nào là phi thánh cầu? Ở đây này các tỳ kheo, có sự có người tự mình bị sanh, lại tầm cầu cái bị sanh. Tự mình bị già, lại tìm cầu cái bị già. Tự mình bị bệnh, tự tìm mình. Tự mình bị chết, tự mình bị sầu. Tự mình bị ô nhiễm, lại tầm cầu cái bị ô nhiễm. Rồi câu tiếp theo, mời Minh Thành. Này các tỳ kheo, cái gì theo các ngươi gọi là bị sanh? Này các tỳ kheo, vợ con là bị sanh, già, bệnh, chết, ô nhiễm. Đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh. Dê và cừu là bị sanh. Gà và heo là bị sanh. Voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh. Vàng và bạc là bị sanh. Này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sanh, lại tầm cầu cái bị sanh. Rồi, xin cảm ơn thầy Minh Thành. Minh Thành có cái giọng rất là tốt. Chúng ta cũng tu, nhưng mà Đức Phật tu thành đạo liền, mình tu không thành đạo là sao? Ngài cũng bị sanh đúng không? Nhưng mà Ngài đi tìm cái vô sanh. Ngài cũng bị già, bị bệnh, bị chết, bị ô nhiễm. Nhưng mà Ngài đi tìm cái không già, cái không bệnh, không chết, cái thanh tịnh, cái không ô nhiễm. Mà chúng ta là chúng ta đi lần quần. Như nãy Bổn Tâm đã có nói đó, chúng ta đi lần quần. Mình bị sanh và mình cũng tìm cái bị sanh. Một số vị nãy có nói rằng là tu mà mình không có nỗ lực vượt trội đó, không có cái tri kiến thù thắng đó. Tại sao? Ngài là người đi ngược lại, là nghịch lưu. Cái gì là bị sanh? Vợ con là bị sanh nè. Đầy tớ nam nữ bị sanh nè. Dê cừu bị sanh, gà heo bị sanh, voi bò ngựa. Đây là những cái tài sản, vì đối với xã hội Ấn Độ bây giờ thì đây là những cái này nó gần gũi, cho nên nó nằm ở trong kinh là vậy. Chúng ta thầm đắm say mê thì mình bị sanh thôi. Mà cái gì bị sanh thì sẽ bị già, bị bệnh, bị chết đúng không? Cho nên á, muốn mà chúng ta thoát khỏi được những cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết này thì chúng ta phải đi tìm cái vô sanh. Nếu như mà chúng ta đi tìm cái bị sanh, chúng ta bị sanh, chúng ta bị già, chúng ta bị chi phối bởi cái sự chết chóc, phiền não, sầu bi, thì chúng ta phải đi ngược lại, tìm cái vô sanh. Mà nếu chúng ta thuận, chúng ta tìm, đã bị sanh là tìm cái bị sanh. Có phải chúng ta đang tìm cái bị sanh không? Ở trong đây chúng ta ai đang tìm cái bị sanh? Vì khi trong đó có tôi nữa, đúng không? Mình sai cái chùa cũng là bị sanh đó. Chùa để tu, nhưng mà nhiều khi bám ví vào, đúng không? Thâm đắm, say mê chóng. Nhiều khi chùa đẹp quá, mình chết. Không có đi đầu thai được đó.
đúng không mấy thầy mấy cô, bị sanh. Nhưng mà ngài Đức Phật là từ bỏ, ngài đi tìm cái vô sanh. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật đã thành đạo mà mình không thành đạo. Và ngài nói rằng là ai mà bị sanh mà tìm cái bị sanh, ai bị già bị bệnh bị chết mà tìm cái bị bệnh bị già bị bệnh bị chết, đó là phi thánh cầu. Có nghĩa là đó không phải là sự tìm cầu của bậc thánh. Ngài nhấn mạnh như vậy. Chúng ta tự suy nghĩ, đây là vấn đề nó mang tính tư tưởng nha. Chúng ta đang bị sanh, chúng ta nói chúng ta xuất gia, chúng ta từ bỏ, nhưng mà không khéo thì chúng ta đang tìm cái bị sanh đó, đúng không? Chúng ta bỏ ba mẹ, chị em, gia đình, bỏ tất cả, chúng ta đi vào đạo, nhưng mà đôi khi chúng ta có ba mẹ nuôi, chúng ta có anh chị nuôi, chúng ta có huynh đệ các bạn Zalo ngày nào cũng có hết trơn á, ngày nào cũng có các bạn hết trơn á. Chúng ta không phủ nhận cái sự tương tác đó, nhưng rõ ràng nếu như mình cứ thâm đám vào trong đó thì rõ ràng chúng ta không phải là cái ái tự thân. Chúng ta đang bị cái bị sanh. Bị sanh, đi tìm cái bị sanh. Rồi, tiếp tục. Mà thầy Quảng Đạt đọc giúp thầy cái đoạn này. Quảng Đạt mệt lắm hả con, còn mấy phút nữa. Chung cha 0181. Dạ mô Phật. Thầy Quảng Đạt. Dạ. Thế nào là thánh cầu? Ở đây này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thường, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Từ mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già, vô thường, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Từ mình bị bệnh, cái không bệnh, từ mình bị chết, cái bất tử, từ mình bị sầu, cái không sầu, từ mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của sự ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thường, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là thánh cầu. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Xin cảm ơn thầy Quảng Đạt. Như vậy thì chúng ta đang hướng đến cái thánh cầu và ứng dụng vô cuộc sống tu học của mình nha. Tại sao Đức Phật mà đi tìm đạo đó? Những cái bị sanh là chi? Từ vì cái sanh lên cõi trời, tu khổ hành để sanh lên cõi trời của Bhagava, nó cũng còn chưa thoát được rốt ráo và sanh tử, vẫn còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Khi chúng ta có chứng là cái lên được cõi trời thì hết phước rồi chúng ta cũng xuống lại. Đó là tại sao mà Đức Phật từ bỏ. Mà như chúng ta là chưa chắc từ bỏ nha. Vì khi mình mới học, mới cử nhân không là mình nổ banh chành rồi, đúng không? Chứ đâu có phải giỡn đâu. Như vậy, tự mình bị sanh sau khi biết rõ sự nguy hại của nó, bị sanh, thì mình tìm cái vô sanh. Đó là cái sự tìm cầu của các bậc thánh. Vô thường an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của già, tìm cầu cái không già. Như vậy tiếp tục, tự mình bị chết thì đi tìm cái vô sanh bất tử. Đó mới là cái rốt ráo đi tìm đạo của mình. Mấy thầy mấy cô phải đọc cái đoạn này nha, hiểu rồi ứng dụng vào trong cái phần ôn tập của mình ha. Coi thử là chúng ta đang là những người gọi là thánh cầu hay là phi thánh cầu. Đó. Rồi cái bài kinh thứ hai là minh họa cho cái việc xuất gia tìm đạo của Đức Phật. Đây là kinh Tương Ưng Khúc Gỗ. Xin mời ni sinh An Hảo đọc. Số báo danh 024-0254. Nam Mô Phật, con xin đọc bài ạ. Trong Tương Ưng Kinh, cái bài kinh Khúc Gỗ trôi sông như sau ạ. Một thời Thế Tôn trú ở Kamsabi, trên bờ sông Ganga, Thế Tôn thấy một khúc gỗ lớn trôi theo dòng nước sông Hằng. Thấy vậy liền gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu khúc gỗ không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi,
không bị loài người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào sấy nước, không bị mục bên trong. Chị thấy thế đó. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông sẽ hướng về Niết Bàn, sẽ xuôi theo Niết Bàn, sẽ nghiêng nhập vào Niết Bàn. Vì sao? Vì rằng này các tỳ kheo, chánh kiến hướng về Niết Bàn, xuôi theo Niết Bàn, nghiêng nhập vào Niết Bàn. Xin hết ạ. Không đọc nhanh vậy con. Dạ. Rồi. Rồi xin cảm ơn Ni Sinh An Hảo, giọng miền Nam đúng không? Giọng của Ni Sinh rất là hay. Chắc kiếp trước giữ thập giới rất là tốt. Đây là đoạn Đức Thế Tôn nói về khúc gỗ, cũng như là cái quy trình tìm đạo của chúng ta. Y quy huynh đệ của mình đây chứ không sai đâu khác, không sai một khúc nào. Như vậy này các tỳ kheo, khúc gỗ ấy sẽ hướng về biển, sẽ xuôi theo biển, nghiêng nhập vào biển. Vì sao? Vì rằng các này các tỳ kheo, dòng sông Hằng hướng về biển, xuôi theo biển, nghiêng trôi về biển cũng vậy. Này các tỳ kheo, nếu các ông không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục nát bên trong. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông sẽ hướng về Niết Bàn, sẽ xuôi theo Niết Bàn, sẽ nghiêng nhập vào Niết Bàn. Vì sao? Vì rằng, này các tỳ kheo, chánh kiến hướng về Niết Bàn, xuôi theo Niết Bàn, nghiêng nhập về Niết Bàn. Ở trong này với thầy với cô có thấy được cái từ nào mà có vị tâm đắc không? Ở trong cái đoạn kinh này. Tìm ra một từ cũng được. Chúng ta hiểu được thì chúng ta hiểu luôn bài kinh luôn. Chánh kiến hướng về Niết Bàn. Rồi. Không chìm giữa dòng. Rồi, mình báo không chìm giữa dòng. Dòng không phải là dòng sông Hằng hướng về biển. Rồi, dòng của bổn tâm đúng không? Dạ, đó là Niết Bàn. Rồi, Niết Bàn. Dạ, không bị mục bên trong. Rồi, mục bên trong. Dạ, phần tâm tác nguyên cái phần in đậm màu đen ạ. Rồi. Dạ, không ghê. Tâm nghiêng ạ. Sao không? Ai? Từ gì? Không nghiêng ạ. Nghiêng ạ. Rồi. Dạ, mô phần con là chánh kiến hướng về Niết Bàn, xuôi theo Niết Bàn, nghiêng nhập vào Niết Bàn. Dạ, mô Phật. Rồi. Xin cảm ơn bạn Hương. À, quý thầy với cô phát hiện rất là hay. Rồi, An Trí nói cái gì nói lại nè. Nghiêng nhập vào Niết Bàn là đúng rồi. Giỏi. Nó hay cái chỗ là nghiêng nhập vào Niết Bàn. Dạ, cho con nghiêng ở đây á. Dạ. Dạ con thích nhất hai chữ Niết Bàn. Rồi, dĩ nhiên Niết Bàn rốt ráo rồi, ai cũng thích. Xin cảm ơn. Dạ, con xin từ ổng ạ. Từ gì con? Quản trí. Từ ổng thưa quý thầy. Từ ổng trong cái phần kinh đầm á, kinh đầm ma trừ thứ à, các ông á hả, các ông thì các tỳ kheo thôi. Rồi, cảm ơn quản trí. Dạ, cảm ơn đại chúng. Ở đây á, ở đây có một cái từ rất là hay mà bản thân tôi rất là tâm đắc là nghiêng nhập Niết Bàn. Cuộc đời chúng ta tu á mà chúng ta nghiêng ngang là không được. Phải nghiêng. Nghiêng đây nó tùy duyên, tùy thuận, tùy thế. À, là nghiêng vậy đó. Chứ không phải như cái nghiêng mà sông đúng trôi đi một dòng lấp lánh nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến Trường Kỳ. Hồi xưa có học văn học không? Đúng không? Cái nghiêng nghiêng trong kháng chiến Trường Kỳ là một biện pháp tu từ. Nó nhân hóa lên con sông là như là một cơ thể con người nằm nghiêng. À, gọi là nó gắn liền với lệ cái dòng lịch sử. Nhưng mà cái nghiêng nhập Niết Bàn này là nó thể hiện một cái sự tùy duyên. Nó như một khúc gỗ chúng ta trôi. Chúng ta tránh chỗ này, tránh chỗ kia. Tránh cái cồn nổi, tránh không bị phi nhân nhặt lấy, tránh không đụng bờ bên này, không mụn bờ bên kia, đúng không? Không bị xoáy nước. Đó, thì chúng ta phải nghiêng. Nghiêng đây không phải chúng ta đi nghiêng nghiêng. Chúng ta không phải là chúng ta ngược lại cái nghiêng ngang. Mà nghiêng đây là một cái sự tùy thuận. À, tùy thuận mà mình tu. À, cái nghiêng là nghiêng vậy đó. Rất là xuất sắc cho các vị. À, nhớ hiểu.
Đoạn tiếp theo chúng ta bắt đầu giải thích nè. Bờ bên này là gì, bờ bên kia là gì? Là hồi nãy cô gì mới nói, cô gì mà ca ngợi cái phương pháp của hạnh đó, thầy quay lưu pháp danh chìm giữa dòng mắc cạn. Rồi Hương Tuệ, thầy cảm ơn. Thế nào bị mắc vào xoáy nước? Đây, đây là cách mà Thế Tôn giải thích. Và chúng ta coi thử. Chúng ta coi nha. Chúng ta coi thì chúng ta bị dính cái nào nha. Thứ nhất là không bị dính khúc gỗ, mà có nghĩa là chúng ta đang tu đó, không dính bờ bên này, không dính bờ bên kia, không bị chìm giữa dòng, không bị mắc cạn trên đập đất nổi, không bị loài người nhặt lấy. Chắc chắn là huynh đệ mình, kể cả tôi cũng bị trong mấy cái này lẫm thôi. Thế nào là bị phi nhân nhặt lấy, thế nào là bị mắc vào xoáy nước, thế nào là bị một mắc bên trong, thì Đức Phật giải thích. Chúng ta nhớ nha. Bởi bên này, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với sáu xứ, sáu nội xứ. Đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Có nghĩa là chúng ta không có chấp vào tu mà chấp vào các nội xứ này là chúng ta bị thất bại. Chúng ta có nào chấp không? Chấp vào nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý không? Dạ có. Dạ mô Phật có thường. Có. Tôi cũng chấp. Hồi xưa tôi cũng bồ đề kiên cố lắm. Hồi xưa mấy lúc mà đi hàng Pháp bên Hàn Quốc tối tối cái 12 giờ bắt đầu mấy em bên Hàn Quốc người Việt á bắt đầu thầy trò tập trung lại rồi ăn mì gói rồi triển khai công việc ngày hôm sau. Chẳng nói gì sư phụ đi nâng mũi thì đi sư phụ. Con làm ở trong cái thẩm mỹ viện á. Con chiết khấu 25%, nâng mũi lên. Hả? Như vậy nếu như mà nghe lời vậy là mình nâng lên cái là mình xong rồi. Nhưng mà mình cũng chấp vào cái lỗ mũi của mình. Mình muốn cho nó cao hơn, đúng không? Chấp vào cái ngũ căn của mình. Như vậy, cái lục căn đó, là cái ý nữa đó. Vậy là mình sai. Tu là mình sửa cái nhân, chứ không phải sửa cái quả. Cái nhân làm sao mà để cái mũi tạc như vậy? Thì mình tu làm sao cho nó cao lên, chứ không phải là mình đi sửa cái quả là mũi tẹt mình nóng lên, vậy là sai đó. Thì bờ bên kia là sáu ngoại xứ, là sắc thinh hương vị xúc pháp. Chúng ta có chấp không? Có không? Có đúng không? Dạ có thưa thằng Bảo. Có chứ. Hồi sáng chúng tôi rất là biết ơn là có một vị sinh viên nào đó mở nhạc cái trong thời gian chờ để buổi học bắt đầu đó. Cái đó cũng là cái cách mà cúng dường đó, hay. Xin cảm ơn, biết vị nó còn ở trong này không? Thì chúng ta vẫn còn chấp. Mình làm sao là mình ít chấp hơn thì mình sẽ ít đau khổ hơn, đúng không? Cho nên đó, trong Trần Nhân Tông có câu là chi? Đối cảnh vô tâm mặc vắng thiện. Chúng ta không có chấp vào cảnh trần. Vô tâm ở đây là không phải mình thờ ơ, nhưng mà mình không vướng, không chấp, thì đó là thiền đó. Đó là cái bài thơ Cư Trần Lạc Đạo của Trần Nhân Tông, chúng ta học ở dưới trung cấp rồi, đúng không? Chà, 10 giờ rồi, mình làm xong cho xong luôn nha. Bị chìm giữa dòng, đó là hỷ tham. Hỷ tham là gì quý thầy mấy cô? Là mình thấy được cái sự ngọt hấp dẫn của các dục, đúng không? Vì quả ngon quá, ăn ba tô ứ hự chịu không nổi, bức, đó là hỷ tham. Xây chùa mà thấy đẹp quá là người ta cứ cúng vô, mình sẽ biết thôi. Nên hòa thượng Bửu Chánh có nói là uy tín để làm gì đó, để xây chùa to Phật lớn ư đó, là mình xây cái tham của mình, cái tôi của mình thôi đó. Rồi bị mắc cạn trên biến đất nổi. Nên nhớ để làm bài nha. Đó là Đức Phật nói là ngã mạn. Chúng ta có ngã mạn không? Có nhiều bạn sinh viên rất là giỏi, tôi công nhận rất là giỏi. Nhưng mà có nhiều vị cũng ngã mạn. Nhiều khi là ngã mạn qua mặt giảng viên luôn, chứ không phải là không. Thì các vị coi hơn cha nhà có phúc, các vị giỏi thì không sao, chúng tôi rất là mừng. Không có người thầy nào mà đi ganh tị với cái sự mà tài giỏi của các vị hết, đúng không? Nếu như chúng tôi là người đưa đò thì mong các vị đến bên bờ bên kia, chứ không bao giờ dìm các vị giữ dòng hết. Mà nhiều khi bản thân tôi cũng vì lớ quớ mình cũng bị cái tiên biến đất nổi này đó. Rồi
bị loài người nhặt lấy. Cái này huynh đệ mình trẻ mình để ý nè, mai mốt lên thành phố sẽ thành ở cũng bị nè. Đó. Đây là một quan điểm ngày xưa tôi cũng bị sai lầm. Mà nói thôi mình đi tu rồi bỏ cha bỏ mẹ rồi thôi thì mình vui với niềm vui của bồ đề quyến thuộc của mình. À, họ buồn thì mình cũng buồn, tại vì họ buồn mà mình đâu có vui vẻ gì. Đó. Nhưng cuối cùng Đức Phật dạy là mình thấy mình sai. Chúng ta sống quá liên hệ với cư sĩ, với thầy với cô để ý nha. Chung vui, chung buồn, an lạc khi họ an lạc và đau khổ khi họ bị đau khổ. Đó. Tự trói buộc trong các công việc phải làm được khởi lên trong họ. Như vậy chúng ta đem cái cuộc đời này, chúng ta gắn liền với cuộc đời của đời sống thế tục. Có nghĩa rằng là thầy trò mình, huynh đệ mình bị loài người nhặt lấy, bị giang hồ lượm, đúng không? Đó. Tiếp theo, bị phi nhân nhặt lấy. À, trong chúng ta vẫn có, cũng có những người, những bạn tôi, chúng tôi cũng có. Là chi? Tu á, mà mình vẫn ước nguyện là được cộng trú với chư thiên đó. Mong rằng sau này á, với cái tu tập khổ hạnh này giống y Bhagava đó, à, được sanh thiên đó. Như vậy thì rõ ràng chúng ta bị phi nhân nhặt lấy. Ừ. Đúng không? Chúng ta ghi vô nha để mà về suy tư nha. Bị xoáy vào, bị mắc vào xoáy nước. Năm dục công đức đó, à, liên hệ với mắt nhận thức các khả hỷ, khả ái, liên hệ đến các dục hấp dẫn. À, tiếng thì do nhận thức, hương thì do mũi nhận thức, à, vị thì do lưỡi nhận thức. À, chúng ta bị vướng vào cái này, bị xoáy vào nước. Như vậy từ nãy đến giờ, trong chúng ta có thoát được cái nào không? Chúng ta có thoát được bờ này bờ kia, bị mắc giữa dòng, bị phi nhân nhặt lái không? Dạ, ừ, bị loài người nhặt lái không? Cái này không có. Dạ, thoát rồi này. Dạ, cái đó là do cảnh nhá. Do cảnh đổ thừa nữa. Tác động do... Thực ra không phải là... Loài người dính hết thầy ơi, loài người dính hết. Rồi đúng, Minh Hùng nói câu rất là hay. Con mắc hết trật cái nào luôn á. Loài người dính hết. Rồi, là bị giang hồ lượm đúng không? Con đường làm lên chính được. Rồi. Thiền tai, Nam Mô A Phật. Rồi, Mô Phật. Bị một nắp bên trong. Đây là cái bản gọi là cái thể của tỳ kheo. Ở đây tỳ kheo có người thọ tài giới theo ác pháp bất tịnh, có những cái hành vi đáng nghi ngờ. Có những hành động che đậy không phải sa môn nhưng hiện tướng sa môn. Không phải phạm hạnh nhưng hiện tướng phạm hạnh. Nội tâm bị hủ bại, đầy dục vọng, là một đống rắc bẩn. Đây này tỳ kheo được gọi là bị mục nát bên trong. Đây là cái cốt yếu tu hành của mình. Chúng ta nhìn thì tướng tá ngon lành vậy đó, nhưng thực sự bên trong biết đâu nó rụt, nó mục, đúng không? Như vậy thì trong vẫn như ngoài, tu sao tu. À, thì bài kinh này là sách tấn cho chúng ta, cho huynh đệ, cho thầy trò mình. Chúng ta phải nỗ lực và như là một khúc gỗ, và mình lắp hết được những cái đó rồi chúng ta cùng nhau sẽ nghiêng nhập niết bàn, đúng không? À, mà may mốn mình gặp nhau mình cũng nghiêng là mình biết lễ phép, mình biết cung kính, đúng không? Cái nghiêng là nghiêng vậy đó, hay lắm. Thì đó là một cái chủ đề để một cái câu hỏi ôn tập với thầy với cô về suy tư. Dĩ nhiên là nếu như là câu hỏi thì cũng có một cái sự liên hệ với đời sống tu tập của mình nữa. Thì đó là 50% trong câu hỏi này. À, ngồi cái lý thuyết mà suy tư các vị thì mang tính tư tưởng nữa. À. À, chúng ta nghỉ nha, hết giờ rồi. Khỏi hỏi gì nữa ha. À, xin hỏi lại là quý thầy mấy cô có theo kịp bài không? Mà biết lên bây giờ chúng ta hết giờ rồi. Dạ kịp ạ. Dạ kịp ạ. Tùy mấy con thôi. Đúng là về suy nghĩ thêm con. Cái phần này rất là hay. Nó tư tưởng mà chắc chắn là vì nào không đi học thì rõ ràng chúng ta sẽ khó mà làm bài được. Chúng ta suy tư nha.
Hôm nay thầy sẽ cho thầy để hỏi đi thầy. Sao? Sao Hoàng Giới? Thầy cho thầy buồn tâm hỏi đi ạ. Thầy để hỏi xong rồi thầy trả lời chúng con cũng được học hỏi thêm ạ. Thôi bây giờ hết giờ rồi, gì nữa? Mai mốt thầy mà... mệt rồi hả thầy? Sao? Thầy mệt rồi ạ. Thầy nghĩ với thầy cô ơi. Thầy nói mấy tiếng đồng hồ là gì không mệt? Dạ đúng rồi ạ. Chắc hưởng đỏ mệt rồi ạ. Để vô hỏi nghe ngơi với thầy cô ơi. Để thầy nghĩ cùng quý vị thôi. Dạ một Phật. Thầy định nghỉ học, định nghỉ dài để về buồn, nhưng mà do là hôm qua có nhiều công việc nên thầy mệt. Yeah. Mà bù thì bù á, bị thương mấy huynh đệ, bù thì mấy huynh đệ học chán lắm, học ép á, mệt, cho nên thương rồi mình cũng ráng mình cài. Không có ông thầy nào mà không thương sinh viên hết, nói thật là như vậy. Hy vọng rằng bài kinh Thánh Cầu và kinh Tương Ưng Khúc Gỗ là một cái chất liệu căn bản để quý thầy mấy cô để làm được cái câu hỏi này, như là một chất liệu chúng ta tu. Đúng không? Trong bài kinh thì chúng tôi đã ghi sẵn cái gọi là cái chú thích ở trong kinh nào, số mấy, mai mốt này chúng ta có làm tiểu luận rồi có đi dạy rồi đi viết bài gì đó thì đều có cái nguồn hết. Vì với trình độ một cử nhân thì chúng ta học phương pháp nghiên cứu rồi, đúng không? Chúc mấy thầy mấy cô rồi huynh đệ mình từ từ sẽ nghiêng nhập niết bàn hết, đúng không? Rồi chúng ta hồi hướng nha quý thầy. Dạ Nam Mô Phật. Dạ Phật. Chúc sức khỏe, chúc các vị luôn bình an giữa đại dịch nha. Bây giờ đại dịch đang tràn khắp các tỉnh thành. Dạ, chúc đại chúng khỏe mạnh nha. Dạ Nam Mô Phật. Dạ Nam Mô Phật. Cảm ơn thầy. Cảm ơn Phật. Tại thế sao? Cảm ơn Phật chúng chào thầy ạ. Thưa quý Quảng Trí, sám hối đại chúng, nhà năm